Cô là Như Mạn, cô sống trong một ngôi biệt thự hào nhoáng nhưng lại mang thân phận thấp hèn, đó là người hầu, lúc nào cũng phải cúi đầu, khom lưng, phục tùng người khác. Thế nhưng, trong một lần tình cờ, cô gặp phải người đàn ông bí ẩn, anh ta thấy cô thú vị, thường xuyên trêu ghẹo cô. Đến sau này, cô mới biết anh ta chính là vị hôn phu tương lai của cô chủ cô, Tôn Kim Ngọc, một người con gái kiêu sa, hồng hách. Liệu cuộc đời cô sẽ ra sao đây? Để biết rõ nội dung chi tiết câu chuyện thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe nhé. Quý vị thân mến, quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Giữa một rừng hoa, có một cô tiểu thư đang ngồi vẽ tranh và một cô hầu gái đứng bên cạnh. Khi nhìn vào, ai cũng cảm thấy cô tiểu thư kia chính là nữ chính bước ra từ truyện tranh, vì trên người cô ấy có hào quang nữ chính, có vẻ ngoài xinh đẹp và còn là một cô gái cực kỳ tài năng, từ nhỏ đã học giỏi cầm kỳ thì họa. Lấy cây cọ mới đến đây. Vâng. Còn cô gái này, cô ấy chỉ là một người hầu, không những không được để ý mà còn khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt. Khi đứng cạnh vị tiểu thư sang chảnh càng thể hiện rõ khác biệt về đẳng cấp và vài vế. Đúng vậy, trong ngôi biệt thự như cái lâu đài nguy nga tráng lệ này, cô chẳng là gì, chỉ là một người hầu không hơn không kém, vô cùng thấp cổ bé họng. Cô ấy, đại tiểu thư của Tôn gia, tên Tôn Kim Ngọc. Kim Ngọc, nghe đến cái tên thôi đã biết được cô ấy là cành vàng lá ngọc, mà chỉ cần nghe đến tên, người ta đã không ngừng trầm trồ khen ngợi. Còn cô, Tô Như Mạn, xuất thân là con của một người hầu, đến bản thân cũng chỉ là một con chó theo sau chủ nhân, đâu đáng được nhắc đến. Thậm chí người ta cũng không biết cô là ai. Cuộc đời của cô có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đây, mãi mãi bị giam cầm trong ngôi biệt thự này, phục dịch cho Tôn gia, bởi vì nhà họ Tô đã nợ Tôn gia một khoản tiền lớn, cho dù có làm nô lệ cho họ ba đời cũng chưa chắc trả đủ. Nhưng mà ít nhất cô và mẹ cô có thể được ăn, được ngủ cũng không quá thảm, có phải không? Đại tiểu thư, có tiền tốt, có tiền tốt. Quản gia hớt ha hớt hải chạy đến, gấp đến mức không kịp thở. Có chuyện gì? Tôn Kim Ngọc câu mày, không vui vì bị làm phiền trong lúc vẽ tranh. Ngao gia nói, ngày mai sẽ đến đây cùng Tôn gia bàn chuyện đính hôn, Ngao thiếu cũng sẽ đến. Quản gia vui mừng nói, nhìn vẻ mặt của ông ấy thì đã biết đây là chuyện tốt. Đôi mắt Tôn Kim Ngọc sáng lên, cô ấy phấn khởi đến mức không vẽ tranh nữa. Ngao thiếu cũng sẽ đến sao? Đúng vậy, tiểu thư. Quản gia khẳng định chắc nịch. Tôn Kim Ngọc hào hứng đến nỗi không thể bình tĩnh được nữa. Cô ấy vội vàng chạy vào trong. Tố Như Mạn, theo tôi trở về phòng. Tôi phải chọn một bộ váy tuyệt đẹp để ngày mai gặp anh ấy. Tôn Kim Ngọc có rất nhiều bộ váy đẹp. Thậm chí cô ấy có một phòng riêng để chứa quần áo. Nơi này cứ như thiên đường của những cô gái vậy. Cô ấy có hàng trăm cái váy xã hội và hàng trăm váy áo mặc thường ngày, rồi nào là túi xách, đủ loại giày, trang sức. Nếu nói 365 ngày cô ấy đều mặc một bộ váy khác nhau cũng không phải là quá đáng. Nhưng những thứ ở đây Tô Như Mạn chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể chạm vào, vì nó quá đắt đỏ. Còn bàn tay cô thì lại quá dơ bẩn, những việc như là quần áo cũng không đến tay cô. Cô cảm thấy bộ váy thế nào? Tôn Kim Ngọc vui vẻ nên đột nhiên lại trở nên thân thiện. Như Mạn gật đầu lia lịa nói, rất đẹp. Còn bộ này cũng rất đẹp. Trong mắt cô, những chiếc váy này đều rất đẹp và lộng lẫy, cho dù có nằm mơ thì cô cũng không dám mặc nó lên người. Nhưng đối với Tôn Kim Ngọc, cô ấy đã quen với những thứ xa xỉ. Những thứ như đầm váy này
thật sự quá tầm thường, không có gì mới lạ. Thôi đi, loại thấp hèn như cô, đương nhiên là thấy thứ gì cũng đẹp rồi, không có mắt nhìn gì cả, để tôi tự chọn thì hơn. Cô ấy khinh thường xa mặt, vốn dĩ chưa từng xem cô là con người, chỉ có những lúc vui vẻ thì cô ấy mới đối xử tốt với cô một chút. Nhớ Mạn rũ mắt, khum núm đứng bên cạnh, Tôn Kim Ngọc không hỏi cô cũng không dám lên tiếng. Chợt Tôn Kim Ngọc lại nổi hứng nói về vị thiếu gia họ Ngao kìa. Cô không biết đâu, Ngao Viễn Khải thật sự là một người rất điển trai, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nếu cô mà gặp anh ấy chắc chắn cũng sẽ không cưỡng lại được. Nhưng mà cô đừng hòng mơ mộng, tôi và anh ấy đã có hôn ước từ trước. Hơn nữa, cô cũng đã nghe rồi đó, hai chúng tôi đã sắp đính hôn rồi. Ngày mai, cô cũng đừng theo hầu hạ tôi. Tôi ghét nhất là người khác để mắt đến đồ của mình. Cô gặp cũng đừng hòng gặp được anh ấy. Nhưng mà, anh ấy sao có thể để mắt đến một người hầu xấu xí như cô được? Trong lòng anh ấy, chỉ có mình tôi mà thôi. Tôi nhiều mạn khép nép cúi đầu, cô đương nhiên biết rõ thân phận của mình, sao dám mơ mộng hão huyền chứ? Với cả một thiếu gia cao quý như vậy, sao có thể nhìn thấy cô? Chỉ sợ một cái liếc mắt cũng không có. Đã từ rất lâu, Tô Như Mạn luôn có thói quen dậy sớm, vì ở trong căn biệt thự này, quản gia sẽ không cho phép bất kỳ ai có suy nghĩ lười nhác, không chịu làm việc trong đầu. Vậy nên từ khi mở mắt cho đến chiều tà, cô cũng không được nghỉ ngơi. Không theo hầu tiểu thư thì cũng phải quỳ trên sàn nhà lau đi lau lại mấy lần mới có thể khiến quản gia hài lòng. Không những vậy, hôm nay còn là một ngày đặc biệt nên từ sáng sớm ai nấy trong biệt thự đều không được nghỉ ngơi. Nhanh tay nhanh chân lên đi, Ngao gia sắp đến rồi mà các người còn ở đây lê mê cái gì, có phải muốn bị phạt không? Người hầu chuồng vốn trời sinh nóng tính, mỗi lần hét lên âm thanh vang khắp cả ngôi biệt thự, khiến những người hầu khác đều phải khiếp sợ. Mà Tô Như Mạn cũng không ngoại lệ, cô cúi đầu cặm cụi làm công việc lau sàn của mình, không dám ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ lại đụng phải Tôn Kim Ngọc. Ở trên cao, cô ấy nhào mắt nhìn cô, hai tay khoanh lại, dáng vẻ này chắc chắn là đang muốn mắng người. Nhưng ngay lúc này, quản gia lại vội vàng bước vào. Tiểu thư, Ngao gia đến rồi, lão gia và phu nhân đang ở ngoài tiếp đón. Gì? Đến rồi? Thật sao? Nghe thấy Ngao gia đến, Tôn Kim Ngọc liền bừng rỡ chạy ra ngoài, không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Nghe thấy gì chưa? Ngao gia đến rồi, các người còn không mau cút đi, mùa lão gia và phu nhân mất mặt sau. Người hầu chuồng có những lời lẽ không hay, nhưng Như Mạn từ lâu cũng đã quen rồi, cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà cô lại không cảm thấy buồn khi bị mắng nữa, chỉ là đôi lúc cô lại cảm thấy tủi thân, cảm thấy uất ức. Tô Như Mạn bò dậy từ sàn nhà, cơ thể gầy gò ốm yếu, bước đi loạng choạng với một xô nước to trên tay. Đột nhiên vì một người hầu khác cảm thấy cô chuộng mắt liền gạt chân cô, nước bẩn đổ ra khắp sàn nhà, quần áo của cô cũng vì vậy mà bị ướt, trông vô cùng thảm hại. Này, cái đồ ăn hại, cô đang làm gì vậy hả? Người hầu chuồng bước đến đánh mấy cái thật mạnh vào vai cô, còn tát vào mặt cô lời lẽ thô tục. Có nhiều đó làm cũng không xong, đúng là vô dụng, hôm nay đừng hòng ăn cơm nữa, chỉ tổ phí phạm mà thôi, nuôi loại người như cô thả nuôi một con chó còn hơn. Chợt bên ngoài vang lên tiếng rôm rả, Ngao lão gia, Ngao phu nhân và Ngao Viễn Khải cùng với sự tiếp đón của Tôn gia vui vẻ bước vào. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mọi người liền cau mày, bầu không khí cũng trở nên gượng gạo. Còn Ngao Viễn Khải, anh vốn không có thái độ gì, vậy mà khi nhìn thấy cô hầu gái với thân thể ôm yếu đang loay hoay dọn dẹp ở dưới sàn, gương mặt đỏ ửng vì bị đánh, không hiểu sao anh lại có chút chạnh lòng
muốn xa tay giúp đỡ cô. Nhưng khi anh vừa tiến lên một bước, Newman đã bị người hầu chuồng thúc giục, vội vàng bỏ đi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần, khiến người ta bất giác dâng lên một loại cảm giác thương hại. Đúng, đơn giản chỉ là một bậc cao quý đột nhiên trỗi dậy lòng trắc ẩn với một kẻ yếu thế hơn mình. Còn Tôn Kim Ngọc thì không giống vậy. Cô ấy thầm mắng một tiếng rồi bước đến ôm lấy cánh tay Ngạo Viễn Khải. Anh Viễn Khải, anh đừng để ý đến cô ta. Cô ta chỉ là một con hầu vô tích sự thôi. Một lát nữa em sẽ dạy cho cô ta một trận. Không cần đâu, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Ba mẹ tôi cũng không để ý. Đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Ngạo Viễn Khải đẩy Tôn Kim Ngọc ra, mặc dù có phần hở hững nhưng lại không lộ ra trên mặt. Thật ra đối với anh, mối hôn ước này có hay không cũng không quan trọng, bởi vì trước sau gì thì anh cũng phải kết hôn. Nhưng một cuộc hôn nhân thương mại đương nhiên sẽ tốt hơn so với việc kết hôn chỉ để sinh con nối dõi. Với cả, không phải cũng chỉ là một người phụ nữ sao, có gì khác biệt đâu chứ? Không phải ba mẹ anh cũng vì một cuộc hôn nhân thương mại mà sinh ra anh à? Suy cho cùng, cho dù là Tôn Kim Ngọc hay là bất cứ vị tiểu thư nào khác, chỉ cần họ mang lại cho anh lợi ích, danh vọng, tiền tài, anh đều có thể cùng họ kết hôn. Bởi vì trong suy nghĩ của anh chưa từng tồn tại hai chữ luyến ái. Vì làm đủ sổ nước trước mặt Ngao lão gia và Ngao phủ nhân, nhiều bạn bị quản gia phạt không được ăn cơm, còn phải dọn dẹp nhà kho. Mặc dù đó không phải là lỗi của cô, mà do một người hậu khác cố tình hãm hại. Chỉ là ở nơi này cô làm gì có tiếng nói của riêng mình chứ? Chỉ cần cô lên tiếng, họ sẽ cho rằng cô đang xảo biện, đang chống đối, không những không có tác dụng mà còn bị phạt nặng hơn, thậm chí là bị đánh. Vậy nên từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô phải biết cam chịu, nhẫn nhịn, và đặc biệt hơn hết là phải biết nghe lời. Bởi vì những người có thân phận thấp hèn như mẹ con cô chưa bao giờ tồn tại sự công bằng. Chỉ cần họ nói là sai thì chính là sai, họ nói đúng thì chính là đúng. Cô không có quyền cãi lại họ, càng không được phép làm phận ý họ. Tô Như Mạn loay hoay trong phòng kho lớn ở sau vườn, không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Xung quanh bụi bám đầy, nào là mạng nhện, rắn chết, còn có cả chuột, cũng không biết bao lâu rồi không có người dọn dẹp. Chợt, Tô Như Mạn nhìn thấy một chiếc đàn piano cũ được đặt ở một góc nhỏ. Chiếc đàn bám đầy bụi, dưới ánh nắng vàng chiếu rọi từ cửa sổ, bỗng lại có một cảm giác thần tiên như đang ở trong làn khói huyền ảo. Như Mạn bước đến, cô cúi đầu thổi đi lớp bụi xẻ cụm, ngón tay lướt trên những phím đàn. Thật ra chiếc đàn này là của Tôn Kim Ngọc, sau khi được ba mẹ tặng cho một chiếc đàn mới vào ngày sinh nhật, cô ấy liền vứt bỏ chiếc đàn này một cách không thương tiếc, thứ mà cô hằng ảo ước. Tô Như Mạn vốn rất thích âm nhạc, cô có một giọng hát trời phú, cảm âm cũng rất tốt. Mỗi lần Tôn Kim Ngọc học đàn, cô đều lè lút đứng bên cửa sổ để nhìn trộm, chỉ là lần nào cũng bị phát hiện, còn bị người hầu chuồng đánh. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã học được một chút, còn thuộc được giai điệu của một bài hát. Cô ngồi xuống ghế, nhớ lại những gì mà mình đã học lỏng được, chậm rãi lướt ngón tay trên phím đàn, tạo ra những nốt trầm du dương. Đây là lần đầu tiên cô được đàn một khúc nhạc trên một chiếc đàn piano thật, chứ không phải là trong tưởng tượng. Trong lòng bỗng có cảm giác hân hoan, vui sướng không thể tả được. Cô cất giọng hát ngân vàng, tự mình chìm đắm trong một không gian riêng, trên môi chớm nở nụ cười dịu dàng như cánh hoa mai vàng khẽ bay trong gió. Cạch, âm thanh mở cửa vang lên, Tô Như Mạn giật bắn cả người, hốt hoảng đứng dậy, hai tay siết chặt vào váy, nụ cười cũng vì đó
mà bị dập tắt chỉ trong chốc lát. Người đàn ông kia đứng ngửa sáng, tiến từng bước về phía cô, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ tràn đầy sự tò mò. Một người hầu sao? Chợt trong đầu anh thoáng qua một loạt hình ảnh, chỉ một giây sau đã nhận ra là cô à? Tôi như mạn sợ hãi lùi lại phía sau. Cô không biết người này là ai. Điều cô quan tâm lúc này chỉ có một: đừng tố cáo tôi có được không? Tôi hứa sẽ không lười biếng nữa đâu. Tôi thật sự không muốn bị đánh. Anh khẽ cười, gương mặt anh tuấn như bước ra từ trong tiểu thuyết. Anh mang theo một dáng vẻ thanh lịch, cao ngạo, giọng nói trầm ấm. Cô không biết tôi sao? Tô Như Mạn lắc đầu. Cô không biết anh là ai. Với lại, cô nên biết anh là ai sao? Khúc nhạc lúc nãy là do cô đàn sao? Anh lại hỏi. Cô gái ngây thơ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô sợ nếu mình nói thật thì anh sẽ đi nói với quản gia, như vậy thì cô sẽ tiêu đời mất. Nhưng sơ hở của cô rõ ràng như vậy, anh có thể không nhìn ra chứ? Ở đây ngoài tôi và cô già còn có ai khác nữa à? Không lẽ con chuột kia biết đàn sao? Anh chỉ tay vào con chuột không biết đã đứng trên chiếc đàn từ lúc nào, làm nó giật mình phóng vào người cô. Nhớ Mạn cũng bị con chuột đó dọa cho giật mình. Cô không kiểm soát được nỗi sợ mà lao về phía anh. Anh cũng vì vậy mà không phản ứng kịp, mất thăng bằng, khiến cả hai bị ngã xuống sàn nhà bụi bặm. Bụi bay lên mù mịt. Trong vô thức, anh ôm lấy eo cô, cơ thể mà sát vào nhau, cào chút ám muội. Đến lúc cô còn hốt hoảng, chưa phát giác ra, anh không những không buông ra mà còn ôm chặt lấy eo cô hơn. Đôi môi mỏng nhếch lên, tràn ngập cảm giác vô sỉ. Một cô hầu gái vừa biết đàn lại vừa biết nhào vào lòng người khác, thú vị thật đấy. Như Mạn mím chặt môi, trố mắt nhìn anh, hoảng loạn đến mức quên mất bản thân nên làm gì, cứ u ớ không rõ đang nói gì. Tôi sao vậy, không định đứng lên luôn à? Cô thích cơ thể của tôi đến vậy? Anh sờ thói lù manh, dùng gương mặt đầy cuốn hút của mình đến gần cô hơn, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Như Mạn bị dọa hồn bay phách lạc. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người đàn ông như vậy. Cô lúng túng đẩy anh xa, vội vàng đứng dậy, gương mặt đỏ bừng. Đúng là dễ xấu hổ. Vậy thì tôi sẽ chơi với cô thêm một chút vậy. Anh cong khóe môi lên, cười thích thú, lẩm bẩm gì đó rồi cũng đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên quần áo. Rốt cuộc anh là ai vậy chứ? Tôi chưa từng gặp anh bao giờ. Cô gái nhỏ sợ hãi đứng ở một góc, đôi mắt thơ ngây chứa đựng sự lo lắng, không dám nhìn thẳng vào anh, thì thoảng mưa lén nâng mắt nhưng lại bị anh bắt gặp, liền cụp mì xuống. Tôi là ai không quan trọng, vì hôm nay tôi và cô chỉ vô tình gặp gỡ thôi, không cần thiết phải giới thiệu xưng tên đâu nhỉ. Anh cong môi lên một cách thân thiện, nhưng thực chất lại là đang chế giễu, bởi anh khinh thường cô chỉ là một người hầu nên không muốn có quan hệ gì với cô. Nếu không phải vì nghe thấy tiếng đàn mà đến tận đây thì có lẽ anh cũng không muốn nói chuyện cùng một con hầu. Ồ, tôi hiểu rồi. Cô ồ một tiếng rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, không thèm để tâm đến anh nữa. Nhưng cô như vậy lại càng khiến anh cảm thấy tò mò, không thể rời đi. Cô hiểu gì? Nói tôi nghe thử xem. Nhớ Mạn xếp chặt cây chổi trong tay, bờ môi mỏng mím lại. Mặc dù cô chỉ là một con hầu thấp kém, nhưng cô cũng có cảm xúc, có suy nghĩ. Đặc biệt là cô còn rất giỏi quan sát người khác. Sao cô không biết rằng anh đang coi khinh cô? Thậm chí từ khi anh bước vào, cô đã nhận ra điều đó từ ánh mắt nghi hoặc của anh. Có lẽ anh cảm thấy một người hầu thì không nên biết đàn, không nên biết hát, hoặc là anh đang cho rằng cô không nên ở đây, làm phá hỏng bầu không khí cũng nên. Nói tóm lại
Thân phận của cô chính là một cái cớ để cho người khác rẻ rúng, khinh thường. Thậm chí sự tồn tại của cô còn khiến cho người khác cảm thấy chán ghét. Anh đừng cho rằng tôi còn nhỏ nên không hiểu được thế giới của các anh. Có phải anh cảm thấy tôi chỉ là một nữ hầu nên anh muốn làm gì thì làm không? Có phải anh cảm thấy tôi rất dễ dãi? Cô ngẩng cao đầu nhìn anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc, không chịu khuất phục. Nhưng không hiểu tại sao dáng vẻ này của cô lại khiến anh cảm thấy buồn cười. Trong vô thức còn nhận định rằng cô đang tỏ ra đáng yêu trước mặt anh. Hà hà, anh ôm bụng cười thành tiếng, vừa trò phúng lại vừa bất lịch sự, nhưng lại không khiến cho người ta ghét được. Bởi vì anh có một gương mặt quá đỗi đẹp trai, cười lên trông lại càng đẹp. Cô gái, có phải là cô đang cố tình cầu dẫn tôi không? Tự nhiên lại đi nói mấy lời này. Anh bước đến, dồn cô vào chân tường, dùng đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang sủ lông. Bao nhiêu tuổi rồi? Hớm. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Cô muốn để anh xa, để thoát thân, nhưng cơ thể gầy gò của cô lại không thể địch lại được với cơ thể rắn giỏi của anh. Ngược lại, còn bị anh túm chặt lấy hai tay, không thể phản kháng. Trả lời. Một câu nói ngắn gọn, không đầu không đuôi của anh cũng đã đủ làm đóng băng bầu không khí. Nhưng mà anh run rẩy, cô không biết tại sao lại chọc vào tên lưu manh này. Có phải nếu cô không trả lời sẽ bị đánh không? 18. Tôi tên Tô Như Mạn, 18 tuổi. Cô nhắm chặt hai mắt, vội vàng thốt ra những lời này trước khi bị anh đánh. Anh ngoảnh mặt đi, cố gắng nhịn cười. Anh không ngờ đi hù dọa một con nhóc lại có cảm giác thú vị đến vậy. Liệu đây có được xem là tâm lý của một tên tội phạm không nhỉ? Cô sợ tôi đến vậy sao? Hửm. Anh đến gần bên tai cô, phả hơi ấm nồng vào vành tai cô, cố tình làm ra những hành động ám muội khiến cô rùng mình. Anh, rốt cuộc anh là ai vậy? Tôi đã đắc tội gì anh sao? Tô Như Mạn cảm thấy căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cơ thể cô bất động, giọng lý nhí run rẩy. Cô đoán thử xem. Anh khẽ cười, vốn dĩ muốn chơi với cô thêm một chút, nhưng anh chợt nhớ ra mình ở đây cũng đã lâu rồi, phải nhanh chóng trở về. Vì vậy anh liền buông cô ra, ánh mắt để lưu luyến. Nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết. Hả? Tô Như Mạn còn chưa kịp hiểu gì cả thì anh đã rời khỏi nhà kho, biến mất sau bụi cây. Ngay lúc đó, mẹ cô bước đến, bà ấy lẻ lút đem phần cơm trưa của mình đến cho cô. Như Mạn, người đó là ai vậy con? Con cũng không biết, người đó rất kỳ lạ, con chưa gặp bao giờ. Cô nói. Mẹ cô suy nghĩ một lúc. Là người mới đến à? Cô ngờ nghịch nói. Chắc là vậy, thôi, mà kệ anh ta đi, mẹ con mình cùng nhau ăn cơm đi. Mẹ cô thở dài, nhét phần cơm vào tay cô. Mẹ không đói, con ăn hết đi. Không được, nếu mẹ không ăn, con cũng không ăn. Cô nũng nịu, nhất quyết không ăn một mình. Vậy con một nửa, mẹ một nửa, chúng ta cùng ăn. Mẹ cô bất lực cười, mà trong lòng cảm thấy chua xót. Dưới ánh nắng buổi trưa, nhớ mạn cùng mẹ ngồi dưới gốc cây ở gần nhà kho, cùng nhau ăn bữa cơm ít ỏi, mộc mạc, nhưng lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Thì ra, chỉ cần ta biết đủ, chỉ cần ta lạc quan, thì sẽ không bao giờ cảm thấy khổ sở và bất hạnh. Ngao Viễn Khải trở lại sảnh lớn. Lúc này, Ngao Sa và Tôn Sa vẫn đang bàn về chuyện đính hôn của anh và Tôn Kim Ngọc, chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết. Tống An, trợ lý thân cận kiêm bạn thuở nhỏ, ghé vào tai anh thì thầm. Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Muốn hại chết tôi à? Anh khẽ giọng, đôi môi mỏng nhẹ nhẹ cong lên. Tôi vừa nhìn thấy một con chuột bạch đàn piano vô cùng thú vị. Tống An cau mày, cứ ngỡ là mình nghe lầm. Sao cơ?
Ngay lúc này, Ngao lão gia quay sang hỏi anh. Con nghĩ sao? Ngao Viễn Khải vốn dĩ không thèm để tâm đến việc mà họ đang nói, đột nhiên lại bị hỏi, liền ngờ nghệch. Con, mọi người cứ tự quyết là được, con không quay kiến. Vậy được, 3 tháng nữa, lễ đính hôn sẽ được diễn ra theo kế hoạch. Bà anh hài lòng mỉm cười, ánh mắt hướng về phía đứa con sâu là Tôn Kim Ngọc. Tôn Kim Ngọc e thẹn nhìn anh, ánh mắt vui sướng, không chút che đậy. Anh Viễn Khải, sau này em có thể thường xuyên đến tìm anh không? Anh hừ lạnh, định nói là tôi rất bận, nhưng mẹ anh lại đáp trả thay anh, câu niềm nở nắm lấy bàn tay cô ấy. Sao có thể như vậy được? Có tìm cũng phải là để Viễn Khải tìm đến con mới đúng. Con cứ yên tâm, sau này bác sẽ kêu nó thường xuyên đưa con đi chơi, nhất định sẽ không để con chịu thiệt. Ngao Viễn Khải không vui nói. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ anh đánh vào vai anh, còn coi trọng Tôn Kim Ngọc hơn cả anh. Cậm miệng. Tống An thở dài, anh ta cảm thấy thời gian sau này chắc chắn không dễ dàng, chắc chắn là rất khó sống, bởi vì anh ta cũng không biết Ngao Viễn Khải sẽ chút sơn lên anh ta như thế nào. Trước giờ cơm tối, trong lúc chuẩn bị thức ăn, Tiểu Lan, nữ hầu trong biệt thự, đã lén lút ăn vụng thức ăn khi mọi người không có ở đó, còn ăn một cách ngon lành, bởi vì cô ta cho rằng chỉ ăn vào miếng thịt lợn quay thì sẽ không có ai để ý, không có ai phát hiện ra. Dù gì thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ta ăn vụng thức ăn. Ngặt nỗi vì món lợn quay mà đầu bếp làm quá ngon, cô ta cứ ăn hết miếng này đến miếng khác, khiến một đĩa vụn lại chẳng còn bao nhiêu. Lúc này cô ta mới tá hỏa, vội vàng chùi mép. Một lát sau, người hầu trưởng bước vào, bà ta kiểm tra lại, chuẩn bị dọn thức ăn ra bàn, liền phát hiện ra điểm đáng nghi. Người hầu trưởng nhíu mày, giọng vô cùng nghiêm nghị. Sao đĩa thịt lợn quay này lại còn ít như vậy? Là ai đã động tay động chân vào hả? Tiểu Lan đứng một góc, sắc mặt tái xanh, run rẩy không dám lên tiếng, vì cô ta biết nếu bị phát hiện, chắc chắn người hầu trưởng sẽ không để cho cô ta sống yên. Hơn nữa, còn là bị phạt vì tội ham ăn, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngay lúc đó, Tô Như Mạn từ nhà kho trở về, còn chưa kịp hiểu là đang xảy ra chuyện gì thì Tiểu Lan đã tiến lên chỉ thẳng vào mặt cô. Dì Dung, là cô ta, chính cô ta là người đã ăn vụng. Người hầu trưởng thường được gọi là dì Dung, bà ta nghe vậy liền cau mày, còn chưa rõ đúng sai đã mắng Như Mạn một trận. Lại là mày, sáng nay làm đồ sổ nước trước mặt khách, bây giờ còn dám ăn vụng, có phải mày chán sống rồi không? Tôi không có. Tiểu Lan, cô đang nói gì vậy chứ? Rõ ràng tôi mới từ nhà kho trở về, sao có thể ăn vụng được? Như Mạn vội vàng giải thích. Ý cô là gì? Ý cô là tôi đang vu khống cho cô sao? Chính mắt tôi nhìn thấy, sao có thể sai được chứ? Tiểu Lan hét lên, cô ta muốn đổ hết tội lên đầu cô, còn hung hồ nói rằng mình đã nhìn thấy tận mắt. Cô nói dối, cô có bằng chứng không? Tiểu Lan, có phải cô là người lấy cắp đồ ăn rồi vu oan cho tôi không? Chỉ cần cô nhận sai với dì Dung là được rồi mà. Tôi luôn xem cô là bạn, chúng ta cùng nhau chịu phạt, có được không? Nhiều Mạn ngây thơ nói, cô nghĩ rằng người khác cũng chân thành và tử tế như mình. Ai nói tôi muốn cùng cô chịu phạt chứ? Tiểu Lan trợn mắt với Như Mạn, rồi quay sang nói với người hầu trưởng. Dì Dung, con thật sự đã nhìn thấy cô ta ăn vụng. Hồi nữa dì nói xem, hôm nay cô ta bị quản gia phạt quét dọn nhà kho, còn không được ăn cơm. Chắc chắn là trong lòng cô ta oán giận. Động cơ cũng quá rõ ràng rồi còn gì. Nhưng mà cho dù có đói, cũng không thể làm như vậy được. Tội này nhất định không thể tha. Dì nói có đúng không? Dì Dung trầm mặc, giọng nói rùng rợn khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Đem soi đến đây. Dì Dung, tôi thật sự không có. Như Mạn cố gắng giải thích, nhưng cho dù cô có nói gì thì mọi người cũng không chịu tin cô.
Roi mây được đem đến, người hầu chuồng cầm lấy cây roi mây đánh vào người cô, đau đến mức run rẩy, cảm giác như da thịt đều bị rách toạc ra. Chát, chát, chát. Trò chúa cái thói xảo biệt, không chịu yên phận. Mày nghĩ mày là ai chứ? Mày chỉ là một con ở trong ngôi biệt thự này thôi. Cái thứ như mày, đáng ra ta phải dạy dỗ mày từ sớm mới đúng. Dị Dung vừa đánh vừa mắng xối xả, trong khi cô không làm gì sai cả. À, Nhiều Mạn đau đớn ngã trên sàn nhà lạnh ngắt. Trước mắt cô như có một làn sương mỏng. Cô mím môi, cố gắng kiềm chế không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô sợ mẹ cô sẽ nghe thấy, cô sợ mẹ cô phải nhìn thấy cảnh tượng này. Sức khỏe bà ấy vốn không được tốt, cô không muốn bà ấy phải lo lắng cho cô thêm nữa. Đánh cũng đánh xong, mắng cũng đã mắng xong, người hầu chuồng đều chỉnh lại hơi thở. Nếu không phải bà ta còn có việc của mình, chắc chắn bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Ngay sau đó, mấy người hầu khác lên vây quanh cô, lấy cô làm chủ đề để cười cợt. Còn có người ác ý lấy một số nước lạnh ta thẳng lên cơ thể để dễ vết thương của cô. Hà hà, đáng đời lắm, tự làm tự chịu. Hừ, cô ta tưởng mình được hầu hạ bên cạnh tiểu thư thì hay lắm sao? Đến tiểu thư cũng không cần cô ta nữa. Phải rồi, lần trước tôi còn thấy cô ta lẻ lút đọc trộm sách trong thư phòng. Người hầu mà cũng bày đặt đầu sách sao? Chắc cô ta đang tưởng tượng rằng mình mới là tiểu thư ở đây, cũng nên rớt xuống trần gian rồi, đừng mơ mộng nữa. Bọn họ mỗi người một câu, ồn ào đến mức Nhớ Mạn không nghe rõ được bọn họ đang nói gì. Nhưng mà cũng nhờ như vậy, cô mới biết được thì ra trong ngôi biệt thự này lại có nhiều người ghét cô đến vậy. Trong khi từ trước đến giờ cô luôn xem bọn họ là bạn, luôn chân thành đối đãi. Tại sao vậy? Tại sao đều là con người với nhau mà lại khác biệt nhiều đến thế? Ngày hôm sau, vào một buổi hoàng hôn, Ngao Viễn Khải ngồi ở sảnh lớn của Tôn gia, nhắm mắt khoanh tay điềm tĩnh chờ đợi. Ngao thiếu, tiểu thư đang chuẩn bị, xin ngài chờ thêm một lát. Quản gia vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa nói. Ông ấy cũng bắt đầu nóng lòng sợ anh sẽ tức giận, bởi vì cũng đã hơn một giờ trôi qua nhưng Tôn Kim Ngọc vẫn chưa bước ra khỏi phòng, cũng không biết đến bao giờ mới trang điểm thay quần áo xong. Ngao Viễn Khải vốn dĩ không phải là một người thích chờ đợi, anh chậm rãi mở mắt trộn trừng về phía quản gia. Nếu không phải vì mẹ anh muốn anh đưa Tôn Kim Ngọc đến nhà dùng cơm thì anh cũng không nhẫn nại đến vậy. Anh thở dài, giọng lạnh lẽo đầy chán ghét. Tôi biết rồi, bảo tiểu thư của các người cứ thong thả mà sửa soạn, tốt nhất là đừng xa nữa. Chuyện này... Quản gia khó xử, không biết nên làm thế nào, giọng run run sợ hãi. Để tôi đi thúc giục, để tôi đi thúc giục. Cao Viễn Khải hừ lạnh, lại quay sang hỏi Tống An. Chỉ là ăn một bữa cơm, có cần phiền phức như vậy không? Tống An nhún vai. Vậy là cậu không hiểu phụ nữ rồi, lớp trang điểm đối với bọn họ thật sự rất quan trọng. Phiền phức, anh thở mắng một tiếng rồi bò ra ngoài vườn đi dạo. Dưới ánh chiều tà, mọi thứ xung quanh đều được khoác lên một tông màu nóng, lãng mạn, khiến cho người ta vừa cảm thấy xao xuyến, vừa cảm thấy bình yên. Ngao Viễn Khải ngẩng đầu nhìn ngắm ánh tà dương, trên gương mặt góc cạnh hiện ra chút ôn nhu và tĩnh lặng. Chợt, một cơn gió thổi qua làm mái tóc anh lay động. Anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh xào xạc của lá cây. À! Bỗng từ trên cao vang lên âm thanh cào vút và đầy hốt hoảng, một thứ gì đó rơi xuống từ cây táo mà anh đang đứng đè lên người anh. Hự, nặng quá! Anh đau đớn nghiến chặt răng, hai mày cau lại đầy tức giận. Cô gái nhỏ trên tay cầm một quả táo chín, lúng túng ngẩng đầu, nét mặt ngây ngô đầy hoảng hốt. Xin lỗi, tôi...
Lại là cô? Anh hét lên trong cơn thịnh nộ, trên môi bất giác hiện lên nụ cười đều. Đây có phải được gọi là xui xẻo từ trên trời rơi xuống theo đúng nghĩa đen không? Điều Mạn gật người sau một lúc, cậu không hiểu tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Đây đã là lần thứ hai cô ngã vào lòng anh rồi, chắc chắn anh sẽ cho rằng cô đang cố ý. Còn không mau đứng dậy. Anh hậm hực, hôm nay tâm trạng đặc biệt không tốt nên anh không có nhã hứng cùng cô chơi đùa. Điều Mạn có hơi lung túng, cô vội vàng đứng lên, nhưng khi cô ngã xuống từ trên cây, vô tình lại khiến chân bị trật. Nó truyền đến một cảm giác đau nhói, khiến cô nhăn mặt, nhất thời không thể đứng dậy được. Cao Viễn Khải hừ lạnh, anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn với những trò câu dẫn rẻ tiền này. Anh đẩy mạnh cô ra, vội vàng đứng lên, dùng khăn tay lau đi những vết bẩn trên quần áo. Cô gái nhỏ cố gắng bò dậy, trong tay vẫn giữ khư khư lấy quả táo đỏ mọng. Nếu không phải vì bị phạt Weston còn không được ăn cơm thì cô cũng không cần phải leo trèo chỉ vì một quả táo, cũng sẽ không bị ngã trẹo chân còn khiến cho anh khó chịu. Mặc dù Nhờ Mạn vẫn chưa biết được anh là ai, nhưng cô lại cảm thấy có lỗi. Cô ngẩng đầu, bờ môi mỏng mấp máy, định nói gì đó thì lại bị anh chặn họng. Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đầy chán ghét. Có phải cô đang cố tình tiếp cận tôi không? Tôi cảnh cáo cô, bớt làm mấy trò vô ích đó đi. Cô nghĩ rằng tôi thật sự để mắt đến cô sao? Hôm qua tôi chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú thôi. Có bây giờ thì không. Anh ghét nhất là loại phụ nữ không biết xấu hổ, vẻ bản đàn ông. Nếu không phải vì hôm qua anh cảm thấy cô ngây thơ, thuần khiết thì anh cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Còn hôm nay, xem như anh đã nhìn ra bộ mặt thật của cô rồi, cũng nhàm chán như những người phụ nữ khác, không có gì khác biệt. Nhiều Mạn sững sờ, cô không hiểu là anh đang muốn nói gì, cái gì mà tiếp cận, cái gì mà cầu dẫn chứ. Tôi chỉ là muốn xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý. Lúc nãy, tôi chỉ là trượt chân để mới ngã vào anh thôi. Tôi biết là anh tức giận, nhưng có phải là anh đã hiểu lầm gì đó rồi không? Cô vội vàng muốn giải thích, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và khẩn trương. Nhưng anh lại không giống vậy, ngược lại còn rất thở ơ. Ồ, vậy sao? Hay là tôi đền bù cho anh có được không? Cô nói. Đền bù? Anh nheo mắt nhìn cô, trong đầu liền hiện ra một hình ảnh đèn tối. Tô Như Mạn đi trên đôi chân khập khiễng, cô bước đến chỗ anh, nhét mấy quả táo mà mình vừa hái được vào tay anh. Tôi không có gì cả, chỉ có mấy quả táo này thôi, đều cho anh hết. Cái gì? Anh cau mày, không có ý muốn nhận táo của cô, khiến cho mấy quả táo bị rơi xuống đất. Ngay lúc này, gầu chuồng lớn giọng gọi. Tố Như Mạn, mày chết ở đâu rồi hả? Lại lời biếng có phải không? Như Mạn nghe Dì Dung đang gọi mình, cô hốt hoảng vội vàng nhặt táo lên, lau vỏ váy, sau đó lại nhét vào tay anh. Táo này rất ngọt, tôi đã cất công hái cả buổi đấy, xem như là tôi bồi thường cho anh. Sau đó cô gái nhỏ vội vàng cầm lấy cây chổi, nhanh chóng chạy về phía người hầu chuồng, mặc cho chân cô đang rất đau. Người hầu chuồng nhìn thấy cô liền véo mạnh vào tai cô, lê tục mắng chửi. Lại lười biếng có phải không? Có phải tao đến phạt mày nhịn đói thêm vài ngày nữa không hả? Cao Viễn Khải nhèo mắt chăm chú nhìn cô. Chợt anh phát hiện ra trên cổ tay cô vốn có rất nhiều vết hằn đỏ do soi mê để lại, trên mặt còn có một vết xước vẫn còn dơ máu. Sau đó anh lại nhìn lại những quả táo trong tay mình, miệng lẩm bẩm. Bị phạt còn không được ăn cơm sao? Vậy nên cô ấy mới phải treo cây hải táo. Nếu như lúc nãy mình không làm tấm đệm cho cô ấy tiếp đất, thì với thân hình gầy gò đó chắc không đơn giản chỉ là bị trật chân đâu nhỉ. Cũng gan thật đấy. Vào lúc này, Tôn Kim Ngọc bước ra từ trong biệt thự, trên người cô ấy
diện một bộ váy kiêu sa và lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô ấy chậm rãi bước về phía anh, kiễng chân đặt hai tay lên mắt anh. "Đoán xem em là ai?" Cao Viễn Khai hừ lạnh, anh gạt tay cô ấy ra, tỏ vẻ không hứng thú. "Cảm phiền cô, lần sau có thể nhanh hơn một chút không?" Tôn Kim Ngọc nũng nịu ôm lấy cánh tay anh. "Em chỉ là muốn chỉn chu một chút thôi, anh đừng giận." "Viễn Khải, anh thích ăn táo sao?" Tôn Kim Ngọc nhìn thấy mấy quả táo trên tay anh liền tò mò hỏi. "Tiện tay hái thôi." Anh trả lời một cách qua loa rồi nhanh chóng bước đi, còn không thèm đợi cô ấy. "Đừng lề mề nữa, nếu không thì cô tự bắt taxi đi." Đêm hôm đó, trong phòng làm việc chỉ nghe thấy âm thanh của bàn phím vang lên liên hồi. Cao Viễn Khải vẫn đang say sưa làm việc thì chợt quả táo kia lại lọt vào trong tầm mắt anh. Anh dừng lại một chút, vươn tay cầm lấy quả táo, cũng không hiểu là quả táo này có điểm gì đặc biệt mà lại khiến anh muốn nhìn ngắm không thể rời mắt. Bỗng dưng nét mặt anh có phần dịu lại, đôi môi cong lên cười như không cười, dường như là đang nghĩ đến việc gì đó rất thú vị. "Chỉ là một nữ hầu mà lại khiến cho mình cảm thấy thích thú đến vậy, quả thật là hiếm có." Anh lẩm bẩm, sau đó đặt quả táo trở lại bàn chứ không ăn. "Để tôi xem thử cô sẽ làm cách nào để thu hút tôi. Dù sao thì tôi cũng không ngại cùng cô chơi cho mèo vờn chuột." Trước giờ phụ nữ vây quanh anh rất nhiều, anh cũng không lạ lẫm gì mấy chiêu trò quyến rũ nhăng nhít đó. Nhưng mà lần này thì khác, anh chưa bao giờ thử cảm giác vụng trộm với một nữ hầu, cũng chưa từng nếm qua mùi vị của mối tình đầu. So với tò mò thì anh cảm thấy trò chơi này càng kích thích hơn, sợ gì mà không dám thử chứ. Đêm khuya thường là lúc ta thấy trống vắng và lạc lõng nhất, đặc biệt là ở trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Nhiều bạn cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, vì ở nơi này vốn dĩ không có tình người, chỉ có chủ nhân và lời nói của chủ nhân, nếu phản kháng thì sẽ bị phạt nặng. Nhiều bạn ngồi ở dưới mái hiên trong sân vườn với cái bụng đói mèo, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm. Hôm nay là ngày rằm, mặt trăng rất sáng và tròn, nó khiến cô liên tưởng đến một chiếc bánh bao khổng lồ, chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể chạm vào, cũng không thể ăn. Như bạn bèn thở dài, cô tự ôm lấy thân thể gầy guộc của mình, lặng lặng chôn mình trong màn đêm, không để ai phát hiện ra rằng bụng của cô đang kêu gào thống thiết, muốn được ăn một bữa no nê. Cái lúc này, hình ảnh của người đàn ông mà cô không biết tên chợt hiện lên trong suy nghĩ của cô. Cô thầm oán trách, đáng lẽ ra cô không nên đưa cho anh hết số táo đó, ít ra cũng phải trở lại một quả cho bản thân mới đúng. Cô quả thật là một kẻ đại ngốc. Nhưng mà để nói thật thì cô không cảm thấy hối hận vì đã cho anh táo. Cô không biết anh có thích nó hay không, nhưng đối với cô, những quả táo ấy là thứ tốt nhất mà cô có vào thời điểm ấy. Không phải là vì cô mê trai đâu, cơ mà anh thật sự là người con trai anh tuấn nhất mà cô từng gặp. Mặc dù cô vẫn chưa biết anh là ai, tên gì, có thân phận ra sao, chỉ là được nói chuyện với anh, cô cảm thấy đó là một điều may mắn. Nghĩ đến đây, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ, thậm chí tim còn đập rất nhanh. Cô tự hỏi đây có phải là tình yêu sét đánh của một nàng thiếu nữ không? Không lẽ cô thật sự đã bị nhàn sắc quyến rũ chết người đó của anh mê hoặc rồi? Sao cô lại là kẻ không có tiền đồ đến vậy chứ? Tú Như Mạn, mày phải tỉnh táo lên, không được suy nghĩ lung tung nữa. Cô không ngờ bản thân mình lại biến thái như vậy, chỉ gặp người ta hai lần đã bắt đầu tương tư, mong nhớ. Nếu như để cho anh biết được, anh chắc chắn sẽ cảm thấy cô dễ dãi, cảm thấy cô giả tạo. Nhưng mà cho dù là thế,
Nhớ Mạn vẫn muốn được gặp lại anh, biết tên của anh là gì. Đối với cô, như vậy cũng đã đủ lắm rồi, không cần thêm gì nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng mỗi ngày trôi qua lại chẳng có gì đặc biệt. Nó khiến cô có cảm giác như mình đang sống trong một vòng lặp không hồi kết. 2 tuần qua đi, người mà Như Mạn muốn gặp vẫn chưa gặp được, cứ như rằng tất cả chỉ là một giấc mơ không có thật. Anh thình lình xuất hiện rồi lại thình lình biến mất, chẳng để lại chút dấu vết gì, nhưng lại khiến cho cô phải ngóng chờ, trái tim rung động. Cô thường nghĩ, nếu như anh cũng là một người làm, một nhân viên bình thường thì thật là tốt. Như vậy, khoảng cách giữa hai người không quá lớn, cô có thể thỏa sức vun đắp niềm hy vọng của bản thân, tưởng tượng về một tương lai chỉ có màu hồng. Nhưng nếu như anh là con của một gia đình khá giả, gia giáo, vậy thì cô thật sự không dám mơ mộng, không dám trèo cao, bởi vì cô biết thân phận của mình thấp hèn. Với cả, làm gì có ai muốn quan tâm đến một con hầu như cô. Nói thật, cô cảm thấy mình chỉ là một vai quần chúng, không thì cũng chỉ là một vai phụ nhỏ để lót đường cho nhân vật chính, mờ nhạt đến mức như chưa từng tồn tại, đừng nói đến việc là gây sự chú ý đến người khác. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè oi ả, một chiếc xe sang trọng chợt xuất hiện trước cổng lớn của Tôn Sa. Người đàn ông đó từ trong xe bước ra, anh mặc âu phục chỉnh tề, mang giày da bóng loáng, trên người tỏa ra một loại khí chất bất phàm, tựa như trong tranh vẽ, khiến người khác cảm thấy bị áp bức đến mức không thở nổi. Quản gia từ bên trong bước ra, kính cẩn nghiêng đón. Cao thiếu, Tôn thiếu gia nói, ngài ấy còn bận chút việc, phiền cậu đợi thêm một lát. Không sao, là tôi đến sớm. Quản gia Dương cứ đi làm việc của mình là được. Sở dĩ hôm nay Ngao Viễn Khải đến đây là để bàn việc làm ăn với Tôn gia. Sẵn tiện anh cũng muốn gặp một người, chỉ là không thể quá lộ liễu, vậy nên chỉ có thể làm trong âm thầm. Ngao Viễn Khải đi dạo một vòng quanh sân vườn, nhưng lại không tìm được người mình muốn tìm. Vì ở biệt thự này rất rộng, người hầu cũng phải hơn 100 người, chỉ sợ không có việc tình cờ lần thứ 3. Tô Như Mạn đâu rồi? Có phải là cô ta lại trốn việc không? Quản gia bảo cô ta đến dọn dẹp thư phòng rồi. Hờ, nếu cô ta có ở đây thì tốt biết mấy, tiện cho chúng ta sai bảo. Phải đấy, cô ta vốn dĩ là người hầu của chúng ta mà. Người hầu của người hầu, ha ha, đúng là hài thật. Ngao Viễn Khải vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy người hầu kia, gương mặt đanh lại, không hiểu sao lại cảm thấy không được vui, thậm chí còn có phần tức giận. Toàn là lũ ham ăn biếng làm, Tôn gia cũng thật có mắt nhìn. Anh hừ lạnh, sau đó quay đi, sải bước về phía thư phòng. Trong thư phòng có rất nhiều kệ sách với nhiều thể loại sách khác nhau, sách nào cũng có, còn có cả tiểu thuyết và những câu chuyện thần thoại. Vì vậy, Nhiều Màn thích nhất là làm công việc quét dọn thư phòng, mặc dù rất khó dọn dẹp, còn có mấy kệ sách ở trên cao phải bắc thang mới có thể lau chùi được, nhưng cô lại rất thích cảm giác này. Cứ như tất cả những cuốn sách này đều là của cô, thế giới nhỏ này cũng là của cô. Cô có thể tự do chạm vào từng mặt chữ, từng trang sách, thỉnh thoảng còn có thể lén đọc vài chương tiểu thuyết, thật sự vô cùng tuyệt. Trong lúc dọn dẹp, Như Mạn đã vô tình tìm được một cuốn sách viết về đại dương. Nó nói về những sinh vật ở dưới biển, nói về những điều bí ẩn chưa có lời giải đáp của đại dương mênh mông. Cô vốn chỉ tò mò muốn xem thử một chút, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào đó, không thể dừng lại. Cô cứ đọc hết trang này đến trang khác, một cách say sưa, cũng không để ý đến việc có người bước vào. Ngao Viễn Khải đứng ở sau lưng cô, khẽ cúi đầu muốn xem cô đang đọc gì, sau đó đột nhiên cất giọng. Cô thích biển à? Như Mạn bị anh làm giật mình,
Cô vội vàng gấp cuốn sách lại, giấu ở sau lưng, nét mặt hiện lên sự căng thẳng và sợ hãi. Đặc biệt, đôi mắt không biết nói dối đó của cô cứ như mặt hồ trong veo, có thể nhìn thấy đáy, rất dễ bị nhìn thấu. Anh... sao anh lại ở đây? Giọng cô run run, vành tai đỏ bừng. Cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ, còn có chút hoảng loạn vì quá vui mừng sao? Tại sao tôi ở đây không quan trọng. Ngược lại là cô dám lười biếng, không chịu làm việc. Cô định dùng cách gì để bịt miệng tôi lại đây? Anh tiến lên hai bước, dồn cô vào kệ sách, cướp đi cuốn sách mà cô đang giấu ở sau lưng, khóe miệng cong lên, cố tình thu hút đối phương. Anh sẽ đi tố cáo tôi với quản gia sao? Nhớ mạn nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương, hai tay siết chặt vào nhau, căng thẳng đến mức bờ vai nhỏ nhắn của cô run lên. Cô nói xem, Tiểu Mạn Mạn. Anh thì thầm bên tai cô, ám muội, giúp cô chỉnh lại phần tóc mái bị rối, cử chỉ dịu dàng. Nhớ mạn nở mắt nhìn anh, bờ môi mím chặt. Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy. Trong lòng cô chợt cảm thấy xao xuyến, nhịp tim đập nhanh đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Anh cười khẽ, sau đó cách xa cô ra, cảm giác như đang đùa giỡn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, chỉ là cô không nhận ra được điều đó. Tôi đùa với cô thôi, không cần phải hoảng sợ đến vậy đâu. Nhìn cô kìa, mặt đỏ như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là cô thích tôi đấy. Anh cố tình nói vậy, quả nhiên cô gái nhỏ liền trúng bẫy, mặt đỏ như khỉ ăn ớt, ánh mắt lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào anh. Ngao Viễn Khải dựa vào kệ sách bên cạnh, chăm chú quan sát nhiều màn, đôi môi mỏng cong lên, đem lại một cảm giác vô cùng gian xảo, cũng không biết là anh đang suy nghĩ điều gì. Hình như cô rất sợ bị phạt nhỉ, lần đầu tiên gặp cô cũng luống cuống giống như vậy. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh, rồi mới e thẹn gật đầu. Không phải mọi người đều như vậy sao? Cũng đúng. Phải rồi, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô thích biển hả? Anh bước đến gần cô hơn, đặt hai tay lên bả vai cô, cúi đầu xuống, khoảng cách rất gần. Sao lại không trả lời? Hớm. Nhớ màn bị hành động của anh làm cho cứng đờ, hai tay siết chặt vào váy, không biết nên đặt mắt ở đâu mới đúng, thập phần lúng túng. Ngay lúc này, Nhớ Mạn đã tìm được cây chổi lông gà, cô vội vàng cầm lấy nó, giả vờ bình tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì, rồi tiếp tục làm công việc quét dọn của mình nhằm trốn tránh bầu không khí kỳ lạ này. Đúng vậy, tôi rất thích biển, chỉ tiếc là tôi chưa bao giờ được đi đến đó. Còn anh thì sao? Anh có từng được nhìn ngắm biển cả chưa? Có phải rất đẹp không? Cô nói với giọng phấn khích, dường như cô đang tô vẽ cho trí tưởng tượng của mình về một vùng biển mênh mông, rộng lớn, cũng rất ngưỡng mộ những người đã từng được đi nhìn ngắm biển cả. Theo bước chân của cô, trong lòng Ngào Viễn Khải bất giác dâng lên một cảm giác khủng tên. Cũng đã rất lâu rồi anh không được vui vẻ đến như vậy. Thiết nghĩ cô gái nhỏ này cũng có chút thú vị, có chút ngốc nghếch, có chút đáng yêu. Nếu cô không phải là người hầu mà là một cô gái lẳng lơ, gợi tình, thì chắc chắn một điều rằng cô sẽ trở thành một con mồi được nhiều tên đàn ông để mắt đến. Vì ở cô có sự mới lạ mà những cô gái khác không có. Anh thầm mắng một tiếng, vội gạt đi những suy nghĩ đồi bại trong đầu. Chợt cô quay sang nhìn anh, cất giọng non nớt, dáng vẻ có phần nhút nhát. Mà anh tên gì vậy? Anh nói khi gặp lại anh sẽ cho tôi biết, nhưng tôi vẫn chưa biết anh là ai. Ngạo Viễn Khải có chút ngạc nhiên, còn có chút nghi hoặc. Anh không nghĩ rằng cô lại ngây ngô đến mức đó, đến bây giờ mà vẫn còn chưa biết thân phận của anh là gì. Cũng phải thôi, với tính cách ru xe này của cô, nếu cô mà biết anh là Ngao Viễn Khải, Ngao thiếu của Ngao gia, chỉ e là cô đã sớm bỏ chạy,
sao con dám ở đây nói chuyện cùng anh? Anh nhếch môi, cố tình tỏ ra nghiêm túc. Tôi tên là Tống An, trợ lý thân cận của Ngao Viễn Khải, còn là bạn thân của anh ta. Anh là trợ lý của Ngao thiếu sao? Nhiều bạn kinh ngạc nhìn anh, dường như là bị sốc. Ngao Viễn Khải phì cười, không nghĩ là cô tin thật. Anh tiến về phía cô, dùng một tay nâng cằm cô lên. Sao vậy? Thất vọng à? Thất vọng vì tôi chỉ là một trợ lý sao? Như Mạn vội vàng lắc đầu, chỉ một câu nói đùa cợt của anh đã khiến cho cô căng thẳng. Không, không phải vậy đâu, tôi không quý đó. Tôi chỉ không ngờ rằng anh là trợ lý của Ngao thiếu thôi. Cô biết người này à? Ý tôi là Ngao Viễn Khải. Anh nhíu mắt nhìn cô, cố tình muốn thăm dò. Như Mạn lắc đầu rồi lại gật đầu, lúng túng nói. Tôi chỉ là nghe người trong biệt thự nói thôi. Vậy cô đã nghe được gì rồi? Anh nhướng mày nhìn cô, muốn truy hỏi cho bằng được. Tôi nghe nói Ngao thiếu chính là vị hôn phu của đại tiểu thư, hai người còn sắp đính hôn. Tôi còn nghe nói ngài ấy là một người rất tài giỏi, rất tuấn tú, nhưng lại rất khó gần, lúc nào cũng nghiêm túc, đặc biệt không thích cười. Đến đại tiểu thư, ngài ấy cũng đối xử rất lạnh nhạt. Cô thành thật nói về những thứ mà mình nghe được từ những người hầu khác. Ngao Viễn Khải gật gù đồng tình. Anh lại nói, vậy còn tôi, cô cảm thấy tôi là người thế nào? Nhớ Mạn vừa nâng mắt lên đã va phải ánh mắt đào hoa của anh đang chăm chăm nhìn cô, làm cô trở nên lúng túng, không biết nên nói gì. Hớm, sao lại không nói gì? Không lẽ tôi xấu xa đến mức cô không thể bịa ra được một lời tốt đẹp nào à? Anh tỏ ra ấm ức, trong phút chốc đã biến thành một chú cún con đang liên tục vẫy đuôi, rất đáng thương. Anh như vậy làm cô càng trở nên luống cuống. Không phải đâu, không phải vậy đâu, anh rất tốt, không những dễ gần mà còn thân thiện nữa. Hơn nữa, anh còn là trợ lý của Ngao thiếu, anh chắc chắn là một người tài năng và thông minh. Vì tôi là trợ lý của Ngao Viễn Khải nên cô mới cảm thấy như vậy. Cô nói vậy khiến tôi cảm thấy mình chỉ như đang dựa hơi vào anh ta ấy. Cô nói thật đi, có phải là trong lòng cô đang khinh thường tôi không? Anh nghiêm mặt, giả vờ như đang buồn bã, nhà muốn trêu chọc cô một chút, nhưng không ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy, còn bị anh dọa sợ mà hai mắt đỏ lên. Nhiều bạn sợ anh hiểu lầm, gấp gáp nắm lấy tay anh, đôi mắt hiện lên sự kiên quyết. Tôi không có ý đó, ý tôi là anh thật sự rất tốt, vừa dịu dàng lại vừa nam tính, giọng nói còn rất hay, lại còn rất đẹp trai nữa. Vậy nên so với Ngao thiếu gì đó, tôi cảm thấy anh còn tốt hơn rất nhiều, tôi nói thật đó. Lời nói của cô làm anh vừa ngạc nhiên lại vừa thích thú, mặc dù anh đã nghe rất nhiều lời khen và công nhận từ người khác, nhưng lần này cảm giác lại vô cùng khác biệt, cảm giác như mũi của anh không ngừng dài ra, vô đến mức trong lòng nở hoa. Có vẻ như cô là người đầu tiên thật sự công nhận anh, chứ không phải là Ngao Viễn Khải thiếu gia Ngao gia. Bỗng lúc này nhiều bạn phát hiện ra điều gì đó không đúng, cô vội vàng thu tay lại, lại trở về dáng vẻ rụt rè như trước. Cô còn tự trách bản thân vì đã quá kích động. Nhưng đối với Ngao Viễn Khải, anh lại không quan tâm lắm, chỉ là một cái nắm tay thôi thì không nói lên được điều gì cả. Bất chợt Ngao Viễn Khải lại nâng má cô lên, anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cô một cách bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Cơ thể Như Mạn căng cứng, hai tay cô bấu chặt vào váy, tuy sợ hãi nhưng lại không dám để anh ra. Đợi đến khi chiếc lưỡi của anh tiến vào trong khoang miệng cô mới hoảng hốt vùng ra, vội vàng bỏ chạy. Ngao Viễn Khải liếm môi, cảm thấy còn chưa đủ thỏa mãn. Chợt, không có vị son, lại còn mềm mềm, ngọt ngọt, thật muốn ăn sạch cô ta. Anh lẩm bẩm, chỉ mới hôn mà cơ thể anh đã bắt đầu nóng lên, sinh lực dồi dào. Ngao thiếu, để cậu đợi lâu rồi, lão già nói có thể bàn việc rồi, mời cậu đi theo tôi.
Dương quản gia bước vào, cảm giác vô cùng lễ nghi. Được. Ngao Viễn Khải chỉnh lại cà vạt, trong chốc lát đã trở lại trạng thái thường ngày, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như Mạn hốt hoảng bỏ chạy, cô cứ chạy mãi, cho đến khi không chạy nổi nữa, cô mới dừng lại. Cô mệt lả, dựa vào một gốc cây, hơi thở hồng hộc, gương mặt đỏ ửng, nhịp tim cứ vang lên thình thịch như trống rồn, không có cách nào bình tĩnh được. Như Mạn lè lút chạm vào bờ môi mình, dư vị vẫn còn vương lại trên đầu môi, nhưng lại có cảm giác không chân thật, cứ như là một giấc mơ thoáng qua, vô cùng mơ hồ. Nụ hôn đầu của mình, sao anh ấy đột nhiên lại như vậy chứ? Sao lại hôn mình? Cô lẩm bẩm, nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra được câu trả lời phù hợp. Không lẽ anh cũng có cảm giác đặc biệt với cô, cũng thích cô sao? Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nhanh chóng lắc đầu, không để cho bản thân suy nghĩ lung tung nữa. Chắc là không phải đâu. Chắc là anh ấy chỉ nhất thời... Cô dụ mắt, có phần không tự tin vào bản thân. Hơn nữa, anh và cô cũng chỉ mới gặp nhau 3 lần. Nếu anh thật sự có cảm xúc với cô, thì có lẽ đó cũng là một loại cảm xúc thoáng qua. Này, cô đang làm gì ở đây vậy? Còn không mau đi làm việc. Tôn Kim Ngọc đang đi dạo trong vườn thì bắt gặp cô đang lười biếng trốn phía sau gốc cây. Tiểu thư, tôi đi làm việc ngay đây. Nhiều Mạn không núm cúi đầu, che giấu đi sự bất thường của bản thân. Khoan đã. Tiểu thư, còn có chuyện gì dặn dò ạ? Không phải cô rất giỏi làm bánh sao? Giúp tôi làm một món bánh để đại khách. Nhớ là nhanh tay lẹ chân một chút, đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôn Kim Ngọc lạnh giọng ra lệnh, dáng vẻ cao ngạo của một thiên kim đại tiểu thư được cô ta biểu lộ rất tốt. Sự đối lập này không chỉ về tầng lớp và cả khí chất, nó khiến cho Như Màn càng trở nên nhạt nhòa và nhỏ bé khi đứng cạnh Tôn Kim Ngọc, cành vàng lá ngọc của Tôn gia. Vậy nên mới nói những người như cô rất thích hợp để làm nền cho người khác. Dạ vâng, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay đây, tiểu thư. Tôn Kim Ngọc hử lạnh, sau đó uyển chuyển bước đi, vốn dĩ không để Như Mạn vào mắt, mà chỉ xem cô là một người hầu để sai bảo. Nhưng mà đây không phải là một chuyện rất thường tình sao? Cũng như một ông chủ lớn và một tên nhân viên quen, một thế giới xa xỉ và một thế giới nghèo hèn, hiếm khi có sự tôn trọng. Một lúc sau, Tôn Kim Ngọc bước vào phòng làm việc của ba mình với một đĩa bánh đậu xanh trên tay. Ba và anh ăn bánh rồi hẵng bàn việc tiếp. Giọng cô ấy như mật ngọt rót vào tai, vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn, thật biết cách lấy lòng người khác. Tù lão gia mỉm cười, có phần giận dỗi nhưng lại rất hài lòng. Thường ngày không thấy con hiểu chuyện như vậy, xem ra bà phải cảm ơn Ngao thiếu rồi. Bà đang nói gì vậy chứ? Con vẫn luôn như vậy mà. Cô ấy nũng nịu, vừa rót trà vừa lén nhìn xem sắc mặt của anh, nhưng dường như anh lại không có chút phản ứng gì, mặt vô biểu tình. Nhưng xa mặt Tôn Kim Ngọc vốn không mỏng, cô ấy bước đến ngồi cạnh anh, cầm lấy một miếng bánh muốn đút cho anh. Anh Viễn Khải, nói a đi. Chỉ tiếc là Ngao Viễn Khải lại không chịu phối hợp, anh lạnh giọng làm bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Anh lấy một miếng bánh khác từ trong đĩa, có phần chần chừ, sau đó mới cắn thử một cái. Lúc đầu anh còn không tin lắm, nhưng đến miếng thứ hai anh lại có chút kinh ngạc, không tin rằng mùi vị này lại giống đến như vậy. Món đậu xanh này y hệt với món bánh đậu xanh mà ngoại anh làm. Từ khi bà mất, anh cũng không có được ăn món bánh nào có hương vị giống vậy nữa. Không ngờ hôm nay lại vô tình cảm nhận được hương vị xưa, có chút hoài niệm. Món bánh đậu xanh này là do cô làm? Anh hỏi, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Anh thích sao? Trên gương mặt cô ấy hiện lên sự vui mừng, nhân cơ hội mà xích lại gần anh thêm một chút.
Mùi vị này giống với mùi vị của ngoại tôi làm, có lẽ là công thức giống nên hương vị cũng không có sự khác biệt. Dù sao tôi cũng không còn nhớ rõ lắm. Anh nhìn ngắm cái bánh tỉ mỉ trong tay, lại nhớ đến bà ngoại, xúc động nói: có lẽ món bánh này cũng không khó làm. Cô ấy lẩm bẩm gì đó rồi mới trả lời: đúng vậy, là do tự tay em làm đấy. Nếu anh thích, sau này em sẽ thường xuyên làm cho anh. Sau một lúc cùng Tô lão gia thảo luận về dự án sắp tới, cũng đã đến lúc Ngao Viễn Khải nên rời đi. Nhưng trong lúc rời khỏi, anh lại vô tình nhìn thấy một chiếc váy của nữ hầu thấp thoáng sau gốc cây, chần chừ không dám bước ra. Ngao Viễn Khải nhếch môi, anh chậm rãi bước về phía cô, cố gắng không để phát ra tiếng động. Cô đang chờ tôi sao? Giọng anh trầm thấp, không cố tình dọa cô nhưng lại khiến cô giật mình. Dù mà anh đang đấu tranh tâm lý, cô không biết có nên tìm anh hay không. Vậy mà anh đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô, làm cô hoảng hồn, xem nữa thì đã bị dọa ngất. Cô gái nhỏ cúi đầu, vẫn còn bị chuyện lúc nãy làm cho lúng túng, xấu hổ. Nhưng anh thì ngược lại, thậm chí còn không có chút gì là bối rối, vô cùng thản nhiên. Thấy vậy, trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi có thứ này cho anh. Cô nhét vào tay anh một chiếc hộp nhựa, lúng túng nói: lúc nãy tiểu thư có kêu tôi làm bánh đại khách, khi đó tôi đã nghĩ ngay đến anh, nên là tôi lén trừ lại một ít, xem như là quà gặp mặt, mong anh đừng chê. Ngao Viễn Khải mở chiếc hộp ra, sắc mặt cũng vì vậy mà thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn. Bánh đậu xanh. Thái độ của anh làm cho cô cảm thấy căng thẳng, hai tay siết chặt vào nhau. Anh không thích sao? Vậy hay là... Bánh này là do cô làm sao? Anh hỏi. Hả? À, đúng vậy. Đột nhiên cô lại nở nụ cười khổ khẩu, ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại cười. Chắc là anh sẽ cảm thấy cô rất ngốc. Chuột Ngào Viễn Khải phì cười, còn xoa đầu cô. Trông cô kiều đúng là nhát gan, đừng lo lắng, tôi không những thích mà còn rất thích là đằng khác. Tôi còn tưởng là anh không thích chứ. Nhưng mà anh thở phào nhẹ nhõm, trên môi hiện lên nụ cười ngọt ngào. Mà lúc nãy cô nói gì? Cô đã nghĩ đến tôi đầu tiên sao? Có thật không vậy? Cô sẽ không lừa tôi đó chứ? Đương nhiên rồi, sao tôi có thể lừa anh được chứ? Lời tôi nói đều là lời thật lòng. Hơn nữa, mẹ tôi nói nếu như tôi mà nói dối thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Vậy nên tôi không hay nói dối, tôi sợ người khác sẽ nhìn ra được. Ngao Viễn Khải đột nhiên cúi đầu xuống, anh dồn cô vào gốc cây, trên môi hé nở nụ cười sản mạnh. Vậy tôi hỏi cô có thích tôi không? Dù màn bị câu hỏi của anh làm cho cứng họng, bờ môi mím chặt, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại như chôn tại chỗ, không cử động được. Anh, sao anh lại hỏi vậy? Cô trả lời tôi trước đi, có thích hay là không? Khung cảnh trước mắt cứ như một con hắc lang gian xảo và một con bạch thỏ nhút nhát. Anh nuốt nước bọt, còn không thèm tra đậy sự đòi khát của bản thân, chậm rãi tiến gần đến bờ môi cô, vẫn chưa từng rời mắt. Hai tay nhu mạn siết chặt vỏ váy, cô không biết trong tình huống này mình nên làm gì, có nên đẩy anh ra không. Bởi vì thật ra trong lòng cô vẫn có chút mong chờ, có chút tò mò, không biết hôn thật sự thì sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng mà như vậy liệu rằng có quá dễ dãi không? Liệu anh có cảm thấy cô là một cô gái hư hỏng, mất nết, còn nhỏ tuổi mà đã có những suy nghĩ không đúng đắn không? Ngay lúc đó, Tô Như Mạn mà lại trốn đâu rồi? Sao còn chưa đi rửa bát, giặt giũ quần áo cho bọn tao nữa? Có phải mày muốn ăn đòn không? Một người hầu nọ hét lên, ra lệnh cho cô phải làm theo ý bọn họ, còn phải giặt đồ cho người hầu,
Nếu cô không chịu làm thì họ lại làm khó mẹ của cô. Diệu Mạn không còn thời gian nữa, cô nhanh chóng để anh ra, sau đó vội vã chạy đi. Tôi ở đây, đợi một chút. Chết tiệt, xem nữa thì được rồi. Đang lúc cao trào lại bị làm cho cụt hứng, Gào Viễn Khải thầm mắng một tiếng, tâm trạng cũng vì vậy mà xuống dốc. Nhưng chỉ một giây sau đó, khi nhìn lại hộp bánh mà cô tặng cho anh, thì bất giác anh lại mỉm cười, dường như từ khi gặp được cô, tần suất anh cười càng lúc càng nhiều hơn, đúng là lạ thật. Tại quán bar, trong ánh đèn mờ ảo và những khúc nhạc sôi động, mấy nữ xảo bước qua lại, đâu đâu cũng có thể tìm thấy những em gái xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng ở trong một góc tối lại có kẻ đến đây mà lại chỉ để uống rượu, còn những thứ khác thì anh hoàn toàn không quan tâm tới. Cũng như có những người thích náo nhiệt nhưng lại không thích hòa nhập vào đám đông vậy. Cậu cũng đã sắp đính hôn rồi mà còn đến những nơi này, không sợ bị lão gia và phu nhân phát hiện à? Tống An nâng ly rượu, ánh mắt hướng về cô vũ công gợi cảm trên sàn nhảy, không thể rời mắt. Cậu nghĩ tôi sợ? Dù sao cũng chỉ là đính hôn, cho dù có kết hôn đi chẳng nữa thì cô ta cũng đừng hòng quản thúc được tôi. Anh hừ lạnh, ba mẹ anh cho rằng bắt anh kết hôn thì có thể thay đổi được anh sao, đúng là nực cười. Nhưng tôi thấy dạo gần đây cậu cũng đâu có chơi gái, không phải là lãng tử quay đầu thì gì? 25 năm sống trên đời cũng phải có lúc cảm thấy nhàm chán chứ. Gái chơi nhiều thì cũng phải thế tầm thôi, cảm giác không có gì mới lạ. Anh châm một điều thuốc, phả ra làn khói trắng mờ ảo, chốc lát lại nghĩ đến việc gì đó mà mỉm cười. Cơ mà dạo gần đây tôi có tìm được một thú vui mới, vô cùng thú vị, trông ngốc ngốc nhưng lại đáng yêu. Đã vậy còn là một cô gái mới lớn, chưa từng trải sự đời. Tống Hàn vẫn còn chưa biết được việc Ngao Viễn Khải lấy thân phận của mình để đi chiêu hoa ghẹo nguyệt, vậy nên anh ta rất thản nhiên nói: cậu muốn đi dụ dỗ gái nhà lành sao, không sợ bị quả báo à? Ngao Viễn Khải nhún vai: ai biết được. Ừ, rồi cậu sẽ thấy những cô gái như vậy không dễ chơi qua đường đâu. Tính cách của mấy cô nhóc đó rất trẻ con, đợi sau khi cậu trôi chán rồi, cô ta sẽ khóc lóc ỉ ôi, đòi sống đòi chết theo cậu. Từ lúc đó tôi xem cậu giải quyết thế nào. Tống An cũng là một người có kinh nghiệm tình trường đầy mình, nếu không phải từng trải qua thì anh ta cũng không có thái độ bài xích đến vậy. Nhưng anh lại cảm thấy Như Mạn sẽ không giống như lời Tống An nói, cô càng sẽ không giống với những cô gái khác mà anh từng quen biết. Bởi vì cô là một người rất đơn thuần và mỏng manh, cô khiến anh có cảm giác như chỉ cần một ánh mắt, một câu nói cũng có thể làm cho cô tổn thương, làm cho cô rơi nước mắt. Ngao Viễn Khải rít một hơi, trong lòng trồi dựng lên một cỗ kỳ lạ, một sự tội lỗi. Rõ ràng bản thân đã sắp đính hôn mà còn đi dụ dỗ con gái nhà người ta, đây không phải là cặn bã thì là gì? Đã đến nửa đêm nhưng Như Mạn vẫn chưa ngủ được, bởi vì trong tâm trí cô hiện giờ chỉ toàn là hình bóng của anh, còn có cả nụ hôn trong thư phòng kia nữa. Nó khiến cho cô không thể nào thổi nghĩ về một thế giới màu hồng chỉ có anh và cô. Trợ lý và người hầu khoảng cách không quá lớn, nhưng mà còn số nợ kia thì sao? Như Mạn, mày từng nghĩ đến nó chưa? Thôi đi, đừng nghĩ nữa, cậu nghĩ nhiều cũng vô ích thôi, dù sao thì anh ấy cũng không thể nào thích mình. Cô rũ mắt, đột nhiên lại trở nên ủ rũ không vui. Dưới ánh nắng ban mai, Nhiều Mạn đứng giữa những loài hoa trong vườn, chăm chút tưới nước cho chúng, đôi môi mỉm cười rực rỡ không khác gì hoa. Nhiều Mạn vốn dĩ rất thích hoa, cô thích sự xinh đẹp và rực rỡ của chúng. Mỗi ngày đều được tắm dưới ánh nắng mặt trời, tự do tỏa hương sắc. Cô nương niu từng bông hoa, cúi đầu xuống, muốn ngửi hương thơm của hoa cỏ, tự mình chìm đắm trong không gian thơ mộng của luôn những thứ tồn tại xung quanh. Đứng từ xa,
Ngao Viễn Khải đã trông thấy cô, anh không vội bước đến mà ung dung bỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi dần cong lên. Anh thật muốn biết dáng vẻ thường ngày của cô sẽ trông như thế nào, liệu có giống như mỗi lần cô đứng trước mặt anh. À, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá cô quá cao, bởi vì cô gái nhỏ này còn ngốc hơn anh nghĩ rất nhiều. Như Mạn vẫn đang mải mê ngắm hoa thì chợt có một con ong đen bay đến. Nó rất to, làm cho cô hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng không may, cô lại bị vấp vào dây ống nước tưới cây. Ngao Viễn Khải vội vàng bước những bước dài, nhanh chóng đỡ lấy cô. Cẩn thận một chút. Anh giữ chặt lấy eo cô, để cô tựa vào ngực mình, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Thậm chí có thể nhìn ra anh thật sự đang rất lo lắng, còn có phần tức giận. Tức giận vì sự ngốc nghếch của cô. Nếu không có anh thì e là cô lại tự làm mình bị thương nữa rồi. Sao mà anh xuất hiện đúng lúc quá vậy? Anh cứ như là quý nhân của tôi vậy, thật thần kỳ. Cô ngước mặt nhìn anh, mỉm cười một cách ngờ nghệch. Quý nhân gì chứ, chỉ có cô mới cảm thấy như vậy. Anh đi đến cạnh vòi nước, giúp cô tắt nó đi, rồi lại nâng mắt nhìn cô. Anh chính là thích nhìn cô như vậy, lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nó khiến anh có cảm giác như cô chính là một vị thiên sứ, thuần khiết đến mức không biết cái gì gọi là ghen ghét, đố kỵ. Nhưng sao anh lại đến nữa vậy? Bình thường anh không bận sao? Rõ ràng trong lòng rất vui, nhưng cô lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Cơ mà nếu như anh nói anh thật sự đến đây tìm cô, vậy thì tiêu rồi, trái tim thiếu nữ của cô sẽ nổ tung mất. Tôi đến cùng Ngao Viễn Khải, anh ta nói phải bàn thêm với Tôn gia về lễ đính hôn sắp tới. Nó đại diện cho mặt mũi của hai nhà nên không thể qua loa được. Ngao Viễn Khải đúng là một người giỏi bịa chuyện, nói dối không chớp mắt. Nếu như anh thật sự quan tâm đến mối hôn sự này thì tối qua có đến quán bar uống rượu sao? Vậy nên mục đích thật sự mà anh đến đây là để tìm cô, dùng thân phận Tống An để tiếp cận cô. Nhưng Như Mạn lại không biết điều đó. Cô cười gượng, cảm thấy có chút hụt hẫng. Thì ra mỗi lần anh đến đây đều là đi cùng Ngao Viễn Khải. Gặp cô cũng chỉ là sẵn tiện. Hoặc nói cách khác, anh chỉ đang cảm thấy nhàm chán nên muốn tìm người nói chuyện phiếm để cho qua thời gian mà thôi, hoàn toàn không có dụng ý nào khác. Tiểu Mạn Mạn, gặp được cô tôi rất vui. Như Mạn nâng mắt nhìn anh, chỉ một câu nói của anh đã sưởi ấm được trái tim cô. Từ trước đến nay cô không có bạn, anh chính là người bạn đầu tiên của cô, cũng là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp. Nếu như trên đời này thật sự có ngày tận thế, vậy thì cứ để thời gian dừng lại ngay lúc này đi. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy gặp được anh chính là may mắn của tôi. À, xem nữa thì quên, không phải cô đã tặng tôi quà gặp mặt sao? Lúc nãy đi dọc đường, tôi tình cờ phát hiện ra một gian hàng bán đồ cũ. Nghe nói nếu may mắn còn có thể mua được đồ có giá trị. Vậy nên tôi đã mua sợi dây chuyền phỉ thúy này tặng cho cô, xem như là quà gặp mặt của tôi. Sợi dây chuyền có màu xanh ngọc, có hình dáng giống như một giọt nước, trông rất đẹp mắt. Nhưng Mạn thật sự rất thích nó. Chỉ là tôi không thể nhận được đâu. Tôi chỉ là một người hầu, không phù hợp đeo trang sức. Tôi sợ mình sẽ làm hỏng mất. Nhưng Mạn xua tay, trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã phụ lại tâm ý của anh. Cô vội nói, thật ra anh không cần phải mua quà tặng tôi đâu, chỉ cần anh chịu cùng tôi nói chuyện thì tôi đã vui lắm rồi. Không hiểu sao Ngao Viễn Khải lại cảm thấy chua xót trước sự hiểu chuyện của cô. Có lẽ bởi vì cô là người con gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Sao lại không cần? Ngoan nào, tôi đeo cho cô. Ngao Viễn Khải mà kệ lời từ chối của Như Mạn, vẫn nhất quyết đeo sợi dây chuyền cho cô. Sau khi đeo xong, anh còn dịu dàng xoa đầu cô, nói, thật sự rất đẹp. Ý tôi là nó rất hợp với cô.
Tống An, có phải anh được rất nhiều cô gái thích không? Cô gái nhỏ cúi đầu, e thẹn, không dám nhìn thẳng anh. Cô chỉ muốn biết liệu mình có cơ hội đó không mà thôi. Cơ hội được gần anh hơn một chút. Viễn Khải phì cười, câu hỏi của cô làm anh phải suy nghĩ. Rốt cuộc họ thích anh hay là tiền của anh đây? Sao lại hỏi vậy? Tôi chỉ là cảm thấy anh rất tốt, vừa tử tế, lại vừa dịu dàng, ấm áp, lại còn rất vui tính nữa. Vậy nên... Dư Mạn còn chưa kịp nói xong thì anh đã tiến lên áp đảo cô, nắm chặt lấy cổ tay cô, nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Vậy tôi có phải là kiểu đàn ông mà cô thích không? Nhưng cô nên nhớ, tôi chỉ là một trợ lý quen mà thôi. Tôi không có nhà, không có xe, không có tiền tiết kiệm. Đã vậy, còn có rất nhiều tật xấu. Cô thật sự thích một người như vậy sao? Lời anh nói toàn là giả. Trợ lý Tống làm gì nghèo nàn như anh nói. Chỉ có một thứ là thật thôi. Anh đúng là có rất nhiều tật xấu, nhiều đến mức kể hoài không hết. Da mặt của Như Mạn vốn dĩ rất mỏng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt, nhịp tim tăng lên. Tôi... Cô căng thẳng đến mức nói lắp, cả buổi lặp đi lặp lại, có một chữ cũng không nói xong. Ngao Viễn Khải biết là mình đã đùa quá trớn, sợ sẽ khiến cô bị anh dọa chạy mất, nên không chịu cô nữa. Tôi đùa cô thôi, không cần phải căng thẳng vậy đâu. Như Mạn lén thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lén lén nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. Quả nhiên là anh đang cười. Có lẽ anh là đang cười về sự thật thà của cô, khiến cô càng thêm xấu hổ. Nhưng mà khi anh cười lên, thật sự vô cùng thu hút, vô cùng đẹp trai. Nếu phải so sánh anh với loài hoa hướng dương kia, anh còn rực rỡ hơn nhiều. Đúng rồi, không phải cô tưởng nói muốn được nhìn ngắm thế giới sao? Sáng mai tôi đến đón cô, đưa cô đến một nơi. Anh ngắt một đóa hoa trà trắng cài lên mái tóc cô, ánh mắt nhìn cô càng thêm đắm đuối. Hoa trà trắng tượng trưng cho sự trong sáng, và cô cũng vậy, thật sự là một kết hợp hoàn hảo. Nhưng mà quản gia không cho tôi ra ngoài. Cô thì thào mà chỉ có mình nghe thấy, không muốn từ chối nhưng cũng không thể đồng ý. Sao vậy? Cô không muốn đi chơi cùng tôi à? Tôi... đương nhiên là tôi muốn. Vậy thì ổn rồi, sáng mai tôi đến đón cô. Nhớ Mạn mím môi, cô gật nhẹ đầu. Bất quá thì cũng chỉ bị phạt thôi, bị phạt để được đi chơi cũng rất đáng. Ngày hôm sau, Ngao Viễn Khải thật sự đến đón cô. Anh mặc thường phục, đứng dựa vào cửa xe, mắt nhắm lại, kiên nhẫn chờ đợi, cảm giác không giống như thường ngày. Dường như là trông dễ gần hơn, còn đẹp trai hơn. Cô thiếu nữ bị dáng vẻ đó của anh thu hút, cứ nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng. Đến khi anh mở mắt ra nhìn cô, thì cô mới giật mình, thu mắt lại, giả vờ bình tĩnh, đưa tay tém gọn lại mái tóc ra sau tai. Sao vậy? Trông tôi lạ lắm mà. Anh nhếch môi mỏng, có phần đắc ý, bởi vì anh vốn là một người rất tự tin về nhan sắc của mình. Không, không phải, chỉ là... đây là lần đầu tôi thấy anh không mặc vest mà lại mặc áo thun, có chút hiếu kỳ nên muốn nhìn thêm một chút. Cô nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong khiến người ta cũng cảm thấy ngọt ngào theo. Ồ, ra là vậy. Thế cô thích tôi mặc như này hay là thích tôi mặc vest hơn? Anh bước đến trước mặt cô, không cố tình tỏ ra ngầu nhưng khí chất lại vô cùng sang chảnh. Vậy nên vấn đề ở đây vốn không nằm ở trang phục mà là ở gương mặt cùng thần thái đắt giá này. Tôi cảm thấy anh mặc gì cũng đẹp hết. Cô e thẹn cúi đầu để mái tóc che đi gương mặt đang ửng đỏ của cô. Ngao Viễn Khải sương môi, anh giúp cô chỉnh lại mái tóc, đồng thời cúi thấp người xuống để nhìn rõ cô hơn. Đúng là dễ xấu hổ, cô có biết là mình đáng yêu lắm không? Dư Mạn bị anh khen đến hai tai đỏ ửng, ngượng ngùng không dám trả lời. Được rồi, không chọc cô nữa,
chúng ta xuất phát thôi. Anh xoa đầu cô, giúp cô mở cửa xe, còn dùng tay che chắn cho cô, sợ cô bị đụng vào đầu. Sau đó Ngao Viễn Khải cũng lên xe, anh khởi động máy, cho xe chạy đi. Nhưng cho dù đã lên xe, Như Mạn vẫn có cảm giác không chân thật. Đã rất lâu rồi cô không được ra ngoài, đã vậy còn được đi chơi cùng anh. Tống An, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Bí mật, đến nơi cô sẽ biết. Anh quay sang nhìn cô, nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của cô, liền phì cười. Cô sợ tôi đem cô đi bán à? Không phải, tôi chỉ là tò mò thôi. Với cả từ trước đến giờ tôi rất ít được đi chơi, cũng đã rất lâu rồi tôi không ra khỏi biệt thự. Tôi sợ sự quê mùa của tôi sẽ gây ảnh hưởng đến anh. Cô nói với giọng tự ti, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Cô sợ làm tôi mất mặt. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cô, ôn tồn nói. Thả lỏng đi, đi chơi thì không phải nên vui vẻ sao? Không cần phải quan tâm nhiều đến vậy. Dư Mạn ngoan ngoãn gật đầu. Như vậy mới phải chứ. Anh véo má cô một cái, rồi lại tập trung lái xe. Rõ ràng đều là con gái nhiều nhau, nhưng lần này cảm giác lại rất khác, không giống với những lần mà anh chờ những cô gái kia. Trên người cô có sự nhẹ nhàng, mỏng manh, rụt rè, khiến cho anh cứ muốn bảo vệ cô, trao cho cô những thứ tốt nhất mà không cần bất kỳ lý do nào. Nhưng vốn dĩ là anh chỉ muốn trêu đùa cô, vậy mà bây giờ lại thật xả lẫn lộn, chính anh cũng không hiểu là mình đang làm cái quái gì nữa. Anh nhấn răng cố đưa bản thân trở về thực tại. Anh không phải là Tống An, anh là Ngao Viễn Khải. Chưa đầy 3 tháng nữa thì lễ đính hôn của anh và Tôn Kim Ngọc sẽ diễn ra. Với cô, anh không thể nảy sinh bất kỳ suy nghĩ vớ vẩn gì được. Anh nên nhớ, anh chỉ đang muốn đùa giỡn với cô thôi. Đừng để bản thân bị cô mê hoặc ngược lại. Những cảm giác đó, suy cho cùng cũng chỉ là do anh diễn quá nhập tâm mà thôi. Căn bản hoàn toàn không phải là thật. Vượt qua những khu phố, đi qua những con đường, cuối cùng thì cũng đến nơi. Là biển, anh vậy mà, những lời tôi nói hôm đó. Cô kinh ngạc nhìn anh, không ngờ anh lại thực sự đưa cô đến biển, giúp cô thực hiện mong ước mấy lâu này. Có thích không? Anh phì cười, cảm thấy tự mãn trước sự phấn khích của cô, có cảm giác như bản thân đã làm được một điều gì đó rất lớn lao. Bên ngoài gió lộng mang theo hương vị của biển cả, Như Mạn mở cửa xe bước ra ngoài, thích thú chạy nhảy trên bãi cát, phấn khích đến mức miệng cười không ngậm được. Đó là biển kia, đẹp thật đấy. Cô chỉ tay về phía đại hải mênh mông, chỉ thấy bầu trời tiếp giáp với biển, không nhìn thấy được đích đến. Đương nhiên, tôi biết đó là biển rồi. Đối với anh, một người thô kệch như anh, biển cả cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó không khác gì một vũng nước vừa sâu vừa lớn. Anh không thể nhìn xa được cái đẹp của nó, càng không biết được trong con mắt của nhà thơ thì nó sẽ khác như thế nào. Nhưng khi anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, nhìn thấy niềm hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt cô, thì anh có thể khẳng định rằng biển thật sự rất đẹp. Và nó chỉ đẹp khi có sự xuất hiện của cô. Cô khiến cho cảnh vật trong mắt anh trở nên sống động và tươi mới. Như Mạn quay sang nhìn anh, bất chợt bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, không biết nên nói gì, bởi vì cô cảm thấy mình nói gì cũng không đúng, cũng ngốc nghếch. Phải rồi, trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị váy cho cô, vào trong xe thay đi. Anh đưa cho cô một chiếc túi giấy, bên trong là một chiếc váy hoa tay bồng dài qua đầu gối. Tôi hay là thôi đi, không cần đâu. Cô nhỏ giọng, mặc dù cô đã từng mơ ước được mặc trên người những chiếc váy xinh đẹp, nhưng mà chiếc váy này là quá đắt đỏ. Sao vậy, không thích à? Dư Mạn lắc đầu. Vậy thì tại sao cô sợ tôi nhìn lén cô à? Tôi cũng đâu phải là tên biến thái. Anh cảm thấy ngượng mồm khi nói ra những lời này,
Nếu anh không phải là tên biến thái thì chắc đàn ông trên đời này đều là người tốt cả. Không phải vậy đâu, chỉ là chiếc váy này đắt quá. Tôi đã nhận dây chuyền của anh rồi, không thể nhận váy được, cô nói. Nhưng cô cũng đâu thể mặc chiếc váy dành cho người hầu này được. Cô cứ mặc đi, không cần nghĩ nhiều vậy đâu. Vậy tôi sẽ mặc nó thật cẩn thận, khi về tôi sẽ trả lại cho anh, có được không? Ngao Viễn Khải cau mày, anh thật sự bất lực trước tính cách này của cô. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sợ người khác tốn kém vì mình. Không lẽ cô không thể nào nhận đồ của người khác một cách thoải mái được sao? Sao phải phiền phức như vậy? Được. Ngao Viễn Khải không còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý với cô. Nhớ Mạn vui vẻ vào trong thay đồ. Ngao Viễn Khải vốn dĩ không muốn nhìn, nhưng đầu ở một chỗ mà mắt lại ở một nơi, cứ lướt nhìn vào trong xe, còn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Xem ra anh chính là một tên biến thái chuyên nghiệp. Thường ngày cứ mặc rất kín đáo nên anh không nhìn thấy. Thật ra trông cô gầy như vậy thôi, nhưng thân hình lại rất cân đối. Chỗ nào cần để đặn thì để đặn, điện nước đầy đủ, có thể nói là một cực phẩm. Khi cô bước ra khỏi xe, dáng vẻ yêu kiều, phần cổ rộng để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đáng yêu và gợi cảm đan xen, nhưng lại không dung tục, tạo ra một loại cảm giác rất đặc biệt. Trông cô cứ như là một vị tiểu thư xinh đẹp, lần đầu được bước ra thế giới, trên người mang theo một loại khí chất đơn thuần, khiến người ta không thể không nảy sinh ý đồ xấu xa. Mái tóc của Như Mạn tung bay trước gió, cô e thẹn mỉm cười, có chút ngượng ngùng, không dám nhìn anh. Có phải là rất kỳ không? Tôi thấy mình không hợp với nó cho lắm. Ngao Viễn Khải mỉm cười, anh bước đến, vuốt ve mái tóc cô. Ai nói chứ, tôi lại cảm thấy rất đẹp, nó rất hợp với cô. Tóc cô rối rồi kìa, để tôi giúp cô tết chúng lại. Anh còn biết tết tóc sao? Cô bất ngờ nhìn anh, không ngờ một người như anh mà cũng biết tết tóc. Lúc nhỏ, tôi thường nghịch tóc của mẹ tôi. Cũng lâu rồi, không tết tóc cho ai, có lẽ tết không được đẹp lắm. Anh vừa nói, tay vừa thoăn thoắt giúp cô thắt bìm tóc. Tôi không có chun cổ tóc, lấy cà vạt của tôi dùng đỡ vậy. Tôi nhớ trên xe của tôi có một chiếc, để tôi đi lấy. Chỉ một lúc sau, kiểu tóc đã được tạo xong. Nhà tạo kiểu tóc họ Ngao đắc ý mỉm cười, còn gật gù tự khen bản thân. Nhìn rất đẹp, tôi đúng là đa tài. Như Mạn bị dáng vẻ của anh chọc cười, cô bật cười thành tiếng. Dường như cô đã thả lỏng hơn rất nhiều, không còn gò bó, dè dặt như trước nữa. Ha ha, Tống An, anh có từng nghĩ đến việc bản thân bị mắc bệnh tự luyến chưa? Sao vậy? Tôi nói không đúng sao? Cô không cảm thấy tôi là một người rất tài năng à? Anh tiến về phía cô, cúi thấp người xuống, ghé sát vào mặt cô. Dư Mạn ngại ngùng quay mặt đi, vội vàng né tránh, lẩm bẩm gì đó. Đúng vậy, anh rất giỏi thu hút người khác, lần nào cũng làm cho tôi không kiểm soát được nhịp tim của mình. Anh và cô cùng đi dạo trên bờ biển, lắng nghe từng con sóng. Đột nhiên lại cảm thấy không biết nên nói gì, cứ vậy mà rơi vào khoảng không im lặng. Chợt Như Mạn nhìn thấy một chiếc vỏ ốc rất to, là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Cô cúi người xuống, nhặt vỏ ốc lên, vui vẻ mỉm cười, còn khoe với anh. Tôi có thể đem nó về làm kỷ niệm không? Ngao Viễn Khải phì cười, anh không hiểu tại sao chỉ một chiếc vỏ ốc thôi cũng đã có thể khiến cô cảm thấy mãn nguyện, thậm chí còn phấn khích hơn cả lúc anh tặng cô sợi dây chuyền phỉ thúy kia, khiến người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nhặt được thì nó đã là của cô muốn làm gì với nó cũng không thành vấn đề. Thật sao? Hai mắt cô sáng lên, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, có chút mê người. Ngao Viễn Khải không kiềm chế được, anh vươn tay ra vuốt ve gương mặt cô, làn da mềm mại đó khiến anh mê mẩn không dứt ra được, chỉ muốn cắn vào má cô một cái. Như Mạn cắn môi dưới,
Cô e thẹn cúi đầu, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà chạy chơi bên bờ biển, cánh tay dang rộng như một con chim muốn bay lên trời. Một lát sau, cô bỗng xoay người lại, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi nghe nói, khi áp tai vào vỏ ốc, có thể nghe thấy tiếng sóng, là thật sao? Anh chậm chậm bước đến chỗ cô, nói, đó không phải là tiếng sóng đâu, là do cô tưởng tượng ra thôi. Tưởng tượng hả? Cô thử áp tay mình vào vỏ ốc, nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh. Bất chợt, cô lại nghe thấy hơi thở của một ai đó, còn nghe thấy giọng nói của người đó. Cô nghe được gì rồi? Nhờ mạn giật mình mở mắt ra. Lúc này, khoảng cách giữa anh và cô đang rất gần. Anh cúi người xuống, ghé sát vào mặt cô, khóe môi cong nhẹ, mang theo chút cảm giác quái lạ. Cứ vậy mà nhìn cô chằm chằm. Cô gái nhỏ trở nên hoảng loạn, cô nhất thời quên mất cách cử động. Bàn tay cầm chặt lấy vỏ ốc, căng thẳng đến mức không nói thành lời. Tôi... Nhiều mạn không dám nhìn anh, cô nhút nhát, nhỏ giọng, dường như là sắp bị anh dọa khóc luôn rồi. Tống An, anh đừng có như vậy nữa, được không? Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, chẳng biết tại sao lại cứ muốn trêu chọc cô. Anh giả ngốc, nói, như vậy là như nào, cô có thể nói rõ hơn không? Thì là... Cô cũng không biết phải nói như thế nào nữa, chỉ là cô cảm thấy rất lạ mỗi khi anh đến gần cô. Nhưng cô cảm giác rằng đó không chỉ là vấn đề của mỗi mình cô, cứ như là cô đang bị anh trêu chọc mà không hay biết gì cả. Tiểu Mạn Mạn, mặt cô đỏ lên hết rồi kìa, có phải là nóng lắm không? Có sao? Cô vội vàng quay mặt đi, không muốn để anh tiếp tục nhìn. Nếu anh mà còn nhìn thì cô sẽ bật khóc vì xấu hổ mất. Nhưng anh lại đâu dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Đột nhiên anh lại khoác tay lên vai cô, cử chỉ vô cùng thân mật, cứ như là cặp đôi đang yêu nhau vậy. Cô trốn cái gì chứ? Cô mà như vậy là tôi sẽ hiểu lầm rằng cô thích tôi đấy. Anh phả khí nóng vào tai cô, còn cố tình gặm lấy vành tai cô, lời nói bỡn cợt. Cơ thể như mạn cứng đờ, y như những gì anh suy đoán. Cô thật sự rất dễ mắc bẫy, lại còn là một cô gái dễ xấu số. Nếu như anh mà thật sự xa tay, chỉ sợ cô gái đáng thương này sẽ bị ăn sạch lúc nào không hay. Làm gì có chuyện đó chứ? Anh đừng nói bậy. Như mạn vội vàng bỏ đi, dáng vẻ như là đang chạy trốn, giấu đầu lộ đuôi. Ngào Viễn Khải nở nụ cười sàn mảnh, thú tính bị che giấu bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Đột nhiên tôi lại muốn làm đau cô gái này, không biết là có nên không nhỉ? Sau khi chơi đùa bên bờ biển, Nhiều Mạn cùng Ngao Viễn Khải ăn trưa ở một nhà hàng 4 sao. Vì là ở gần biển nên phong cảnh thật sự rất đẹp, thỉnh thoảng lại có làn gió mát thổi qua khiến lòng người bớt chôn cảm thấy yên bình. Chỉ muốn thời gian có thể dừng lại để ta được sống mãi trong khoảnh khắc đẹp đẽ này. Đây là lần đầu tiên Như Mạn đi ăn ở nhà hàng, cô khép nép ngồi ngay ngắn vào chỗ, còn có một chút gì đó rất khẩn trương. Ngao Viễn Khải đưa thực đơn cho cô, ánh mắt nhìn cô cứ như là một đôi mắt có thể nhìn thấu hồng trần. Mọi cử chỉ cho đến từng hành động nhỏ của cô đều bị anh bắt chọn. Cô muốn ăn gì cứ chọn tùy ý. Nhiều Mạn nhìn vào thực đơn, những món này đều là những món mà cô chưa từng được ăn bao giờ, thậm chí đến cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Vậy nên khi nghe nói có thể chọn tùy ý, cô thực sự muốn nếm thử hết một lần, muốn biết được hương vị của những món ăn ngon này là như thế nào. Chỉ là khi nhìn vào giá tiền, lúc này cảm xúc của cô trở nên vô cùng lẫn lộn, vừa kinh ngạc lại vừa hụt hẫng. Chỉ một ly nước ép thôi đã có giá trên trời. Món có giá thấp nhất cũng không phải là số tiền mà cô có thể trả nổi, hoặc là chỉ có kẻ quê mùa nghèo nàn như cô mới có suy nghĩ đó cũng nên. Nhiều Mạn mím môi rồi lại cắn móng tay,
Một lúc lâu mà cũng chưa thể chọn được món. Cuối cùng cô chỉ chọn một đĩa salad. Newman đặt thực đơn xuống, ngại ngùng nói: "Thật ra tôi không đói lắm." Ngao Viễn Khải đột nhiên lại trở nên ôn hòa như ngọc. Anh không vạch trần cô mà chỉ cong môi mỉm cười, vừa tinh tế lại vừa dịu dàng. "Phục vụ, nhà hàng của cô có những món nổi tiếng nào, cứ đem hết ra đây." Anh nói với giọng xem tiền như cỏ rác, từ lâu đã quen thói vung tiền, vốn đã ăn sâu vào máu, không có cách nào thay đổi được. "Vâng, xin quý khách đợi một chút, chúng tôi sẽ dặn dò nhà bếp làm ngay." Cô gái ngây thơ trố mắt nhìn anh, dường như là bị sốc, không thể nói thành lời. Ngao Viễn Khải phì cười, anh chống tay lên cầm, giở giọng đùa cợt: "Sao vậy, sợ tôi không trả nổi?" Dư Mạn lắc đầu, cũng không biết nên nói như thế nào. Cô chỉ cảm thấy anh có gì đó rất lạ, không giống như một trợ lý bình thường. "Tống An, tôi có thể hỏi một câu không?" Cô nhỏ giọng, không có sự cho phép của anh, cô thật sự không dám mở lời. "Hứng, cô hỏi đi." Ngào Viễn Khải có chút chờ mong, còn vô cùng trầm trú. "Anh rốt cuộc là một người như thế nào vậy? Hôm qua tôi còn cho rằng mình hiểu anh, nhưng hôm nay anh đã khác xa so với hôm qua, dường như là không cùng một người. Tôi biết là mình hỏi như vậy có chút kỳ quái, chỉ là tôi muốn biết về anh nhiều hơn một chút." Tay Như Mạn bấu chặt vào váy làm nó nhăn nhúm, thỉnh thoảng lại nâng mắt lên nhìn anh rồi lại e thẹn cúi đầu. Nụ cười trên môi Ngao Viễn Khải dần lụi tàn. Anh không thể trả lời được câu hỏi của cô, bởi vì chính anh cũng không biết khi nào thì anh là Tống An, còn khi nào thì anh là Ngao Viễn Khải. Thậm chí anh còn không phân biệt được đâu là diễn, còn đâu là thật. Đôi lúc anh nghĩ rằng có phải là anh đang dần thật lòng với cô không. Vui vẻ là thật, bình yên là thật, và sự hạnh phúc lan tỏa trong tim cũng là thật. Tất cả là thật, chỉ có anh là vẫn đang diễn mà thôi. Ngay lúc này, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn ra, và Ngao Viễn Khải cũng không trả lời câu hỏi đó của cô. "Cứ ăn trước đã, những món ăn ở đây rất ngon, ăn nhiều vào một chút." Nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn, Dư Mạn không kiềm được mà nuốt nước bọt. Thậm chí cô còn chưa tin đây là thật, cô thật sự có thể ăn những thứ này sao? "Xem cô kìa, đừng nhìn nữa, mau ăn đi." Anh gắp thức ăn cho cô, trong lòng có chút cảm giác thành tựu khi cô thật sự thích chúng. "Anh đúng thật là tốt, chưa từng có ai tốt với tôi đến vậy." Cô nói, trò mắt còn mang theo sự cảm kích. Anh phỉ cười. "Như vậy thôi thì đã nhận được danh hiệu người tốt từ cô rồi à? Cô cũng thật là ngây thơ." "Không phải sao? Nhưng cho dù anh có là người xấu đi nữa thì đối với tôi anh vẫn là tốt nhất." Cô hồn nhiên nói, trên môi nở nụ cười thật tươi, cứ như một nụ tẩm xuân. Tuy còn e ấp nhưng lại mang theo một vẻ đẹp khiến người ta không thể cưỡng lại. Anh vươn tay xa bẹo má cô, tự nhiên lại thấy vui khi được cô công nhận là người tốt. "Nếu cô nói vậy thì cứ cho là vậy đi." Chợt cô nhìn thấy cảnh mặt trời đang lặn xuống biển, cô liền đổi sang chủ đề khác. "Là hoàng hôn kìa, đẹp quá." Ngao Viễn Khải nhìn cô nói. "Đúng là đẹp thật." Dư Mạn mím môi, hai tay bấu chặt vào váy. Mặc dù cô đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được nhịp tim đang tăng dần. Anh nghiêng đầu nhìn cô, vô tình bắt gặp được gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh tà dương dịu nhẹ, không có cách nào rời khỏi bờ môi căng mọng kia. Ngao Viễn Khải nuốt nước bọt, đắm chìm trong bức tranh thơ mộng trước mặt, không thể rút ra. Thiếu nữ trong tranh thật sự là một khung cảnh đẹp. Sau cùng, anh vẫn không kìm lòng được, anh kéo cô về phía mình, đồng thời ghé sát vào bờ môi cô. Cô gái nhỏ bị anh dọa, sợ anh né tránh, thế nhưng lại không có tác dụng, thậm chí còn khiến anh có ý nghĩ muốn chiếm đoạt. Anh ghi chặt lấy má cô, đặt nụ hôn cháy bỏng lên môi cô, đè cô xuống nền cát
vẫn còn ấm nóng, gấp gáp đến mức không kịp thở. Nhớ Mạn căng thẳng bấu vào áo của anh, cô không biết có nên đẩy anh say không, nhưng đồng thời cô cũng không biết phải phối hợp với anh thế nào, vì cô căn bản không theo kịp với nụ hôn của anh, chỉ biết run rẩy né tránh chiếc lưỡi điêu luyện kia. Ngao Viễn Khải dừng lại một chút, anh liếm môi, sau đó tiếp tục bằng một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi để cô từ từ làm quen với nhịp độ của anh. Tống An, bàn tay to và thô kệch của anh dần luồn vào trong váy cô. Anh không ngừng làm loạn, có định cởi quần của cô. Ngay lúc này, Nhớ Mạn liền đẩy anh ra, cơ thể cô run rẩy đến mức mắt thường vẫn có thể trông thấy. Ngao Viễn Khải không những không cảm thấy có lỗi mà còn nhếch môi cười, anh vuốt ngược tóc ra sau, nhìn cô bằng đôi mắt đầy thỏa mãn, cất giọng lùng mạnh. Xin lỗi, là do tôi không nhịn được, nhưng cô là người đầu tiên khiến cho thằng đệ của tôi mất kiểm soát như vậy đấy. Nhiều Mạn sơ sên lùi về sau, cô không dám nhìn anh, càng không dám nhìn vào chỗ đó. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Sau đó cô vội vàng đứng dậy và xoay người bỏ chạy. Chúng ta phải trở về rồi. Ngao Viễn Khải phì cười, không có cách nào che giấu được suy nghĩ biến thái của bản thân. Tôi hối hận vì đã để cho cô thoát ra được. Đáng lẽ tôi nên mạnh bạo với cô hơn mới đúng. Khi Ngao Viễn Khải đưa cô về đến nơi thì bầu trời đã tối đen. Gần như là nửa đêm, cô chậm rãi bước vào trong, lè lút không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thế nhưng trước mặt cô lại xuất hiện một bóng người. Cô ngẩng mặt lên thì xa Dì Dung đã phát hiện ra việc cô trốn việc để đứng đây chờ cô trở về. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của truyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19:30 tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.